Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 78. Đương nhiên sẽ không, nhưng có một điểm trong lòng hắn biết rõ, ý niệm trong đầu của Trịnh Bân Bân đối với khu vực cấm phía nam là thật, ngày hôm nay nhất định phải đánh một trận này, chỉ có thể hiện ra thực lực, nàng mới có thể từ bỏ ý muốn đối với khu vực cấm phía nam. Còn về thực lực thần thông mà Trịnh Bân Bân nói, hôm nay Dương Bách Xuyên thật sự rất muốn thỉnh giáo. Hắn nhếch miệng cười nói, ta và ngươi đều là tu vi xuất khiếu cảnh đại viên mãn, ngươi không cần phải dùng giọng điệu đó khinh thường ta, nếu đã như vậy, chúng ta hãy đánh một trận đi, nếu như ngươi thua thì sau này đừng hòng mong nhớ đến chỗ địa bàn nhỏ của khu vực cấm phía nam kia nữa. Trịnh Bân Bân nở nụ cười tươi rồi nói, được, nếu thật sự ta thua, khu vực cấm phía nam mãi mãi là của Vân Môn ngươi, đời đời của Vương quốc Mạo Hiểm không hề xâm phạm, hai nhà mãi mãi hòa bình, nhưng nếu như ngươi thua. Nàng còn chưa dứt lời, đã bị Dương Bách Xuyên ngắt lời nói, ta sẽ không thua. Ngông cuồng, để lão nương nhìn xem thực lực của ngươi cứng rắn hơn hay là miệng của ngươi cứng rắn hơn. Trịnh Bân Bân bị Dương Bách Xuyên làm cho tức giận, không thèm xưng là bổn cung nữa mà biến thành một câu lão nương. Trong lúc nói chuyện, nàng đã từ đứng dậy rời khỏi vương tọa, lắc người xông thẳng về phía Dương Bách Xuyên, đưa tay tạo thành trường, một trường đánh thẳng vào mặt trước Dương Bách Xuyên. Tốc độ cực nhanh không gì sánh được, không để thua kém Dương Bách Xuyên chút nào. Mà Dương Bách Xuyên thấy Trịnh Bân Bân xông tới thì ngẩn người một lúc, hắn nhìn ra được Trịnh Bân Bân muốn đánh cận chiến với hắn, khóe miệng hắn nhếch lên nở nụ cười. Vốn dĩ hắn cũng muốn thử uy lực của thần thông thủ cốt sau khi tiến hóa, hiện giờ đúng là gãi đúng chỗ ngứa rồi. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, đối mặt với bàn tay ngọc ngà mảnh khảnh của Trịnh Bân Bân đánh tới. Hắn khẽ động ý niệm rồi nâng tay phải lên triệu hồi thủ cốt xuất hiện, trên tay phải phát ra kim quang nhàn nhạt. Ban đầu hắn cũng không sử dụng lực ngay, bởi vì hiện giờ thủ cốt thật sự quá cường đại, mặc dù chưa từng thử qua uy lực nhưng hắn không chắc Trịnh Bân Bân có thể đỡ được một đòn dưới thủ cốt của hắn. Mà ở trong mắt Trịnh Bân Bân, chỉ thấy Dương Bách Xuyên giơ tay lên, sau đó bàn tay hắn lóe lên kim quang, một cỗ khí tức cường đại phát ra. Khí tức này không hề thua kém phân thân thuần dương mà nàng luyện hóa chút nào. Khiến trong lòng Trịnh Bân Bân kinh ngạc, nhưng nàng vẫn điềm tĩnh, nàng luôn có tự tin đối với thực lực của mình, tuy là nàng ra tay với Dương Bách Xuyên nhưng cũng không phải ra đòn chí mạng, trong lòng nàng hiểu rất rõ, phân thân thuần dương của tổ tiên được luyện hóa sẽ mạnh cỡ nào. Phân thân thuần dương chân chính cũng không phải là phân thân tinh huyết phân thần cảnh bình thường. Mà là được luyện chế từ thiên tài địa bảo trùng dương cao cấp nhất trong thiên địa mà thành, thậm chí còn tồn tại linh tính, sau khi nàng luyện hóa, nó sẽ dung hợp hoàn toàn với thân thể bản tôn. Chưa nói đến chiến kỹ thần thông, chỉ riêng cường độ thân thể của bản thân cũng đã cường đại hơn pháp khí linh bảo tiên thiên. Mặc dù khí tức từ thủ cốt của Dương Bách Xuyên nâng lên khiến Trịnh Bân Bân cảm giác được sự quỷ dị, nhưng nàng vẫn không thèm quan tâm. Hai người đều là trưởng đối trưởng. Cứng đối cứng, chớp mắt đã va vào chạm. Chạm. Một đòn cứng đối cứng, bộc phát ra sóng khí rất lớn tản ra, làm cho mây mù bốn phía quay cuồng, đột nhiên bị đẩy ra xa mấy chục trượng. Mà lúc này, hai người đồng thời lùi lại ba thước. Lúc này, trên mặt Trịnh Bân Bân tràn ngập khiếp sợ, không ngờ trăm năm không gặp, cảnh giới tu vi của Dương Bách Xuyên không có biến hóa nhưng thực lực thân thể lại cường đại đến mức này. Phải biết rằng nàng chính là tồn tại dung hợp một thể từ phân thân thuần dương của Mạo Hiểm Vương, bàn về thân thể cường đại, cảm trăm năm Trịnh Bân Bân vẫn bất khả chiến bại ở châu Tây Sơn Châu, cũng chưa từng thấy qua người nào mạnh mẽ như Bách Xuyên Xuyên, có thể mạnh mẽ chống đỡ một đòn của mình mà không bị thương gì, thậm chí Trịnh Bân Bân lại có một cảm giác Dương Bách Xuyên còn cường đại hơn cả nàng. Mà Dương Bách Xuyên cũng kinh hãi nhìn Trịnh Bân Bân, nếu không phải có thủ cốt tiến hóa. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Trịnh Bân Bân, sau một trưởng đã thăm dò được cường độ thân thể hiện giờ của Trịnh Bân Bân vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nhưng cũng may, một đòn vừa rồi của hắn chỉ là thôi thúc triệu hồi thủ cốt mà thôi, chứ không hề dùng hết sức, cũng không hề sử dụng thần thông thủ cốt, hoàn toàn chỉ là lực lượng thuần túy của thủ cốt. Sau một đòn liều mạng với Trịnh Bân Bân cũng không phân được nặng nhẹ, điều này làm cho khóe miệng Dương Bách Xuyên lộ ra ý cười. Nếu như dùng hết sức thôi thúc thần thông thủ cốt, cộng thêm kiếm quyết Hắc Liên và kiếm kỹ toàn phong, đến lúc đó. Cũng thú vị đấy, xem ra ta đã đánh giá thấp trăm năm bế quan của ngươi rồi, vậy thì chúng ta hãy đánh một trận đi.
Trịnh Bân Bân mang theo ý trêu chọc nhưng tràn ngập chiến ý. Ta cũng đang có ý này. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, dưới chân vừa động đột nhiên xông về phía Trịnh Bân Bân chủ động xuất kích. Tay phải nắm thành quả đấm dốc sức thôi thúc thủ cốt, nắm tay giơ lên phát ra kim quang mãnh liệt. Giờ phút này, trong mắt của Trịnh Bân Bân, nắm đấm phát ra kim quang của Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy bộ xương vàng rực rỡ thoát ẩn thoát hiện, hơn nữa khí tức lập tức tăng vọt, đúng là có một cỗ khí tức tang thương cổ xưa bộc phát. Điều này cuối cùng cũng khiến cho sắc mặt Trịnh Bân Bân thay đổi, giờ phút này Dương Bách Xuyên bày ra khí tức, nàng cảm giác được nó không hề thua kém phân thân thuần dương dung hợp của mình. Nàng không dám khinh thường chút nào, trong lòng khẽ động, dùng hết sức thôi thúc lực lượng phân thân thuần dương, chỉ có nàng mới biết, trong phân thân thuần dương dung hợp có tồn tại lực lượng của tổ tiên Mạo Hiểm Vương để lại, còn có ý chí truyền thừa tồn tại, cho nên trăm năm trước nàng mới có thể một trường giết chết Tiền Bất Nhẫn có thực lực phân thần cảnh trung kỳ chỉ trong nháy mắt. Mà bản thân phân thân thuần dương chính là do báu vật thiên địa luyện chế thành, có lực lượng cường đại tồn tại. Đây chính là ưu thế về thực lực giúp Trịnh Bân Bân càn quét các thế lực lớn ở Châu Tây Sơn. Đối mặt với sự bộc phát trong nháy mắt của Dương Bách Xuyên, nàng cũng nghiêm túc lên, có một cảm giác rất mãnh liệt là hôm nay nàng có thể sẽ chịu thiệt thòi ở trong tay Dương Bách Xuyên. Loại cảm giác này xuất hiện khiến Trịnh Bân Bân cảm thấy rất hoang đường, nàng có tự tin gần như mù quáng đối với phân thân của tổ tiên, chưa bao giờ tin tưởng mình sẽ thua. Toàn thân nàng đều dung hợp phân thân thuần dương. Là thân thể còn cường đại hơn cả pháp khí linh bảo tiên thiên, cũng không tin không trấn áp được Dương Bách Xuyên. Một nắm đấm oanh sát của Dương Bách Xuyên bay đến, không hề sử dụng bất luận thần thông gì, toàn bộ là liều mạng sử dụng lực lượng đánh cận chiến. Ở trong lòng Trịnh Bân Bân, từ khi dung hợp phân thân thuần dương, sau khi trải qua trăm năm ma hợp dưỡng dục cũng tự nhận thân thể có sức mạnh vô địch, đối mặt với đòn công kích của Dương Bách Xuyên thì chẳng đáng sử dụng thần thông. Trong lòng nàng nghĩ, nếu Dương Bách Xuyên ngươi đã không sử dụng thần thông thì Trịnh Bân Bân ta càng không thèm sử dụng, đơn thuần đánh cận chiến, chỉ cần dùng lực lượng thân thể của thân thuần Dương để chiến đấu là có thể trấn áp ngươi. Một quyền này của Dương Bách Xuyên trực tiếp lắc mình đập tới Trịnh Bân Bân đang mải suy nghĩ, dưới chân hắn vừa động đã xuất hiện cách trước người Trịnh Bân Bân 1 mét, vẫn không sử dụng thần thông thủ cốt mà là lực lượng thuần túy nhất. Lúc này, trong ánh mắt hắn nhìn thấy Trịnh Bân Bân vô cùng bá đạo, cũng không khỏi ngẩn người. Thầm nghĩ, từ sau khi dung hợp phân thân thuần dương, lão nương này càng ngày càng cường hãn bá đạo, chiến ý trong ánh mắt còn mãnh liệt hơn cả ta. Trong nháy mắt, hắn chỉ thấy Trịnh Bân Bân cũng vung ra một quyền. Nắm đấm của hai người đối đầu với nhau, trên nắm tay trắng tinh của Trịnh Bân Bân tản ra khí tức không kém lực thuần dương của bản thân, năng lượng cường đại làm chấn động không gian. Ầm ầm. Một quyền mạnh mẽ va chạm vào nhau. Lần này hai người đều là dốc hết sức lực. Hai người mỗi người lui 8-9 mét. Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy cả cánh tay tê dại, không ngừng run rẩy, trong lòng kinh hãi. Mà sắc mặt Trịnh Bân Bân cũng hơi biến đổi, nắm đấm của nàng truyền đến lực lượng cường đại, bị nàng hóa giải, lực lượng từ trên nắm tay của Dương Bách Xuyên quả thật truyền đến thẳng tới toàn thân nàng, bên trong nổ ầm ầm làm cả ống tay áo của nàng cũng nát bấy, lộ ra da thịt trắng nõn như ngọc. Tuy là dùng hết sức lực mạnh mẽ chống cự cũng không hề bị thương, nhưng ống tay áo lại nát bấy, chứng tỏ một đòn này của nàng đã đối chọi thua, lại nhìn ánh mắt Dương Bách Xuyên quét qua cánh tay ngọc ngà của nàng, điều này khiến Trịnh Bân Bân thẹn quá hóa giận, hừ lạnh sau đó trở tay thành trường, khẽ quát, trường thuần Dương lật trời. Dương Bách Xuyên giật mình, chỉ thấy Trịnh Bân Bân đánh ra một trường, vèo một cái đã đến chỗ cách trước người mình 3 mét, giơ bàn tay phát ra ánh vàng rực rỡ lên. Một bàn tay khổng lồ tạo thành hư ảnh, trăm năm trước hắn đã từng nhìn thấy trường pháp của Trịnh Bân Bân, tuy là không có uy thế như bây giờ nhưng không thể khinh thường, cũng biết nàng vận dụng chiến kỹ thần thông. Lúc này, hắn cất tiếng lên, trích tinh thủ. Tay phải của hắn cũng xuất hiện thủ cốt tương tự, hóa thành một con thủ chảo cốt hoa màu vàng óng, một cái tay thủ chảo màu vàng còn to hơn chộp về phía một trường của Trịnh Bân Bân. Hai người lại đụng nhau lần nữa. Ngươi, lão nương giết chết ngươi. Sau một kích, Trịnh Bân Bân vẫn rơi vào thế hạ phong. Dương Bách Xuyên nắm lấy trích tinh thủ, không chỉ tiêu trừ bàn tay khổng lồ của Trịnh Bân Bân, sau khi gió mạnh qua đi lại xé nát một mảng lớn y phục trên người Trịnh Bân Bân, lần này đôi chân xinh đẹp đã lộ ra một nửa. Điều này làm cho Trịnh Bân Bân giận dữ, xuất trưởng về phía Dương Bách Xuyên nhanh như chớp.
Ầm 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 ầm. Chỉ trong thời gian ngắn, hai người đã giao đấu không dưới mấy trăm chiêu. Nhưng điều làm cho Trịnh Bân Bân buồn bực chính là càng đánh nàng càng kinh ngạc, mỗi lần Dương Bách Xuyên giơ một đòn thủ chảo màu vàng lên lại cường đại hơn một đòn trước, đánh được mấy trăm chiêu, nàng phát hiện lực lượng đơn thuần của nàng không chiếm được chút tiện nghi nào, đáng ghét nhất chính là còn bị hắn tùy tiện xé y phục trên người, hiện giờ toàn thân nàng gần như trần trụi. Lão nương sẽ cho người biết tay. Trịnh Bân Bân giận dữ, sau đó đột nhiên bay lên trời, trong nháy mắt vọt vào trong mây mù. Dương Bách Xuyên không nhìn thấy tung tích của nàng, nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái, với thần thông thủ cốt hắn chỉ sử dụng trích tinh thủ đã hoàn toàn đỡ được đòn tấn công của Trịnh Bân Bân, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong, điều này khiến lòng tin của hắn tăng lên rất nhiều. Nhìn Trịnh Bân Bân phóng lên trời rồi biến mất, khóe miệng hắn nhếch lên, còn tưởng là nàng không đánh nữa. Nào ngờ, ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có một trận gió lạnh thổi qua. Chợt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bàn tay rất lớn che khuất bầu trời đang chụp về phía hắn. Trong lòng hắn nhảy dựng lên nói, mẹ kiếp, Như Lai thần trưởng. Trăm năm trước hắn đã nhìn thấy một trưởng này, chính là một trưởng này đã lấy cái mạng già của Tiền Bất Nhất, không ngờ Trịnh Bân Bân bị mình làm cho tức giận, bây giờ đã thi triển chiêu thần thông này với hắn. Không dám khinh thường chút nào, hắn có thể cảm nhận được uy lực của một trưởng này. Không khí trong vòng trăm mét xung quanh đều phát ra tiếng nổ vang dưới một trường này. Một trường trên độ cao mấy chục mét giáng xuống, sắc mặt Dương Bách Xuyên nghiêm trọng hẳn lên nhưng không hề hoảng loạn. Ngay từ lúc giao đấu với Trịnh Bân Bân, hắn đã cảm nhận được uy lực thần thông của mình sau khi tiến hóa cũng không kém chút nào. Hắn quyết định dùng thần thông thủ cốt liều mạng tiếp một trường này, cùng lắm thì trọng thương mà thôi, muốn lấy hắn thì không dễ dàng như vậy. Lúc này, trong lòng hắn khẽ động. Thủ cốt tay phải bại phát kim quang, hẳn giống lên, trích tinh, vớt trăng, trộm trời, mở cho ta. Sau khi ba kích thăng cấp, thần thông thủ cốt bộc phát ra toàn lực, trong nháy mắt chồng lên nhau trong lòng bàn tay, hắn không đánh ra ba chiêu thần thông như trước mà là tất cả đều hội tụ chồng chất trong tay, dưới chân dậm một cái, thân thể hắn bay lên và hướng thẳng về phía bàn tay khổng lồ của Trịnh Bân Bân. Nhìn từ xa, tay phải của Dương Bách Xuyên giơ lên phát ra kim quang vạn trượng rồi phóng lên trời, đột nhiên nó va chạm với trưởng khổng lồ của Trịnh Bân Bân. Ầm ầm. Sau một tiếng động rung trời, thân thể Dương Bách Xuyên rơi xuống. Phút, hắn phun ra một ngụm máu. Nhưng chỉ thế thôi chứ không có bị thương nặng. Khụ khụ khụ. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt, Dương Bách Xuyên quay đầu lại nhìn, hóa ra là Trịnh Bân Bân ngã trên mặt đất đang ho khan. Trước người có một vũng máu, hiển nhiên là nàng ta đã bị trọng thương, nàng ta thua đòn tấn công này rồi. N. Dương Bách Xuyên liên tục lách mình đi qua, ngươi sao rồi? Đừng tới đây. Trịnh Bân Bân thét chói tai, phất tay mặc một bộ y phục lên người. Ách! Dương Bách Xuyên rất xấu hổ, mới đánh một trận mà đã xé rách y phục của người ta. Sao? Không phải, ngươi không thể ăn mặc chắc chắn hơn một chút. Hắn không nói thì không sao. Nhưng vừa nói ra đã khiến Trịnh Bản Bân tức giận đến nỗi cả người phát run. Ngươi là tên khốn khiếp. Ta không thấy gì cả. Hai người không đánh nhau nữa mà bắt đầu đấu võ mồm. Đánh nhau thì Dương Mỗ thắng, đấu võ mồm thì hắn thua. Bọn họ cũng ngầm hiểu nhau, từ nay về sau khu vực cấm phía Nam an toàn rồi. Đương nhiên Trịnh Bân Bân cũng không có ý định thật sự ra tay với Vân Môn. Nếu nàng ta muốn ra tay thì đã ra tay từ lúc Dương Bách Xuyên bế quan rồi. Suy cho cùng, trong lòng mỗi người đều coi người kia là bằng hữu của mình. Mối quan hệ giữa người với người thật tuyệt vời, đôi khi thậm chí có thể nói là không giải thích được. Tựa như Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân, một phút trước còn đánh chết đánh sống, nhưng sau khi dừng lại thì mắng chửi nhau, mắng xong thì lại hòa bình vui vẻ. Đối với Dương Bách Xuyên, vốn dĩ hắn không có bằng hữu gì ở Sơn Hải giới. Trịnh Bân Bân chắc chắn được coi là một người bằng hữu, mặc dù bây giờ nàng ta đã làm nữ vương của vương quốc mạo hiểm, đi theo một con đường làm người cô đơn, nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn coi nàng ta như bằng hữu. Mà thực ra Trịnh Bân Bân cũng không phải không có ý đó, từ sau khi ba huynh đệ sinh tử là Như Hoa, Liễu Tường, Bạch Tiểu Sinh chết, Dương Bách Xuyên được xem là bằng hữu duy nhất của nàng ta, càng ngày nàng ta càng cảm thấy cô đơn. Sự cô đơn này càng rõ ràng hơn sau khi nàng ta thành lập vương quốc mạo hiểm lần nữa, đừng thấy bây giờ nàng ta cao tại thượng,
ở toàn bộ vương quốc mạo hiểm thậm chí châu Tây Sơn đều là nhân vật đứng đầu, cao cao tại thượng. Nhưng chính vì vậy, tất cả mọi người đều chỉ có kính sợ nàng ta, kết quả là muốn một người nói chuyện cũng không có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trái lại, Dương Bách Xuyên thì hít khí lạnh, hắn cố ý quan sát một vòng, binh tướng cộng thêm 30 cung nữ vừa tròn 150 người, tất cả đều là một màu xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Nàng ta không ra tay với Vân Môn ở khu vực cấm phía nam chính là bởi vì trong lòng nàng ta vẫn nghĩ Dương Bách Xuyên là bằng hữu của nàng ta, là bằng hữu duy nhất. Hơn, hôm nay, sau khi đánh qua một trận, loại tâm sự này càng mãnh liệt. Vốn dĩ hai người đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sinh tử, bây giờ với thực lực của Dương Bách Xuyên lại cho nàng cảm giác đối thủ xứng tầm, nàng ta là nữ vương vương quốc mạo hiểm, không ai có đủ tư cách để làm bằng hữu của Trịnh Bân Bân nàng, phóng tầm mắt nhìn khắp châu Tây Sơn cũng chỉ có Dương Bách Xuyên. Sau khi ngừng đấu võ mồm, Trịnh Bân Bân phất tay cho mây mù tản ra phía sau, cách vài chục mét đằng sau xuất hiện một hồ nước được che phủ bởi một đám mây lượn lờ, trong hồ có một chòi nghỉ mát. Mấy ngàn mét ven hồ đều phủ kín cây xanh, núi giả, hạc bay và các loại linh thú nhàn nhã nhảy nhót du ngoạn, trong hồ thỉnh thoảng lại có mấy con cá vàng dài cả vài mét nhảy lên như thể muốn nhảy qua long môn, ào ào tạo nên bọt nước dài cả trượng. Quan trọng nhất là trong tầm mắt Dương Bách Xuyên thấy được mấy trăm binh tướng mặc chiến giáp đen kịt, một đám đều có khí thức cường đại lại còn là một màu xuất khiếu cảnh đại viên mãn, mỗi một binh tướng đều không lộ mặt mà đeo mặt nạ dữ tợn, trong sân tràn ngập khí tức sơ xác chết chóc. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc. Trịnh Bân Bân cười đắc ý, ra hiệu cho Dương Bách Xuyên đuổi theo nàng ta, hai người đi tới chòi nghỉ mát trong hồ. Sau khi Trịnh Bân Bân ngồi xuống, có một đám người ăn mặc như cung nữ nối đuôi nhau đi vào. Trong tay mỗi người đều cầm đồ vật, rượu đầm linh quả các thứ. Chẳng mấy chốc, 30 cung nữ đã bày đầy bàn ngọc thạch trong chòi nghỉ mát riêng. Sau đó Trịnh Bân Bân xua tay nói, đi xuống hết đi, không có mệnh lệnh của ta. Bất luận kẻ nào cũng không được bước vào hồ nước 10 dặm. Tuân theo ý chỉ của bệ hạ. Bất kể là những cung nữ này hay là một đám binh tướng canh giữ bốn phía hồ nước đồng thanh trả lời. Ngay sau đó biến mất vào sâu trong mây mù. 150 tên tu sĩ không khó tìm, 150 tên tu sĩ xuất khiếu cảnh cũng không khó, khó là tất cả 150 người đều là một màu tu vi xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi lạnh, trận chiến vừa rồi. Nếu Trịnh Bản Bàn ra lệnh một tiếng, 150 người xuất khiếu cảnh cùng nhau ra tay đối phó mình, bọn họ kết thành trận pháp đối phó mình thì chắc chắn bọn họ có một bữa ăn ngon rồi. Sau khi Trịnh Bân Bân nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Dương Bách Xuyên, khóe miệng nàng ta nhếch lên, cười khanh khách nói, thế nào? Ngươi sợ sao? Dương Bách Xuyên gật gật đầu thành thật trả lời, hơi sợ. Coi như người thành thật. Những người này chính là thần thánh vệ thần điện của vương quốc mạo hiểm mà ta đã tìm kiếm được từ châu Tây Sơn suốt trăm năm qua, còn có 30 cung nữ các nàng là thần đãi, tương lai chính là căn cơ của vương quốc mạo hiểm. Có thể khiến ngươi sợ hãi chứng tỏ ngươi cũng tự biết mình đấy, nói thật, lúc trước ta đã truyền thụ cho bọn họ một loại trận pháp từ trong truyền thừa của tổ tiên, nếu bọn họ thật sự công kích thì chính ta cũng khó có thể bình yên vô sự tiếp nhận một kích của bọn họ. Đương nhiên nếu thật sự muốn ra tay với người thì một mình bổn. Cung là đủ rồi, vừa rồi ta không xuất ra toàn lực, người cũng đừng đắc ý, với lại nơi này được xưng là không gian, chính là bản đồ kho báu của điện mạo hiểm mà trước kia ta đã nói với ngươi. Thực ra, chỗ này là trung tâm thần điện, năm đó Viên Nhật Tân và Tiền Bất Nhẫn tạo phản chính là muốn lấy được một phương không gian này thôi. Ở một phương không gian này ta chính là tồn tại như thần, ngươi nói xem. Nếu như ta muốn giữ ngươi lại có khó không? Nói đến cuối cùng, Trịnh Bân Bân nheo mắt cười nói với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe Trịnh Bân Bân nói như thế thì vô cùng mất tự nhiên, thực ra từ khi đã tiến vào hắn đã suy đoán nơi này chính là một tiểu thế giới, bây giờ nghe chính miệng Trịnh Bân Bân nói ra, chứng thực nơi này là một phương động thiên phúc địa khiến Dương Bách Xuyên giật mình. Hắn biết, ở một phương không gian thế này, nếu Trịnh Bân Bân thật sự muốn giữ mình lại thì hắn không có lực phản kháng, hắn cũng từng có động thiên phúc địa như La Phù Động Thiên, đương nhiên biết với tư cách là chủ nhân của động thiên thì có thể mượn lực lượng của một phương thế giới nhỏ, nếu Trịnh Bân Bân động lực lượng của thế giới nhỏ này để trấn áp hắn, hắn thật sự không chắc chắn là mình có thể phá vỡ một phương thế giới nhỏ. Trịnh Bân Bân nhìn thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên trở nên khó coi, lập tức ha ha cười to nói, uống rượu với bổn cung,
chỉ cần bổn cung vui vẻ thì đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. Giờ khắc này, khí thế toàn thân Trịnh Bân Bân thay đổi, không còn bá đạo như trước nữa, tuy nàng ta xưng là bổn cung nhưng nghe vào tai Dương Bách Xuyên lại rất thân thiết, trong đầu hắn nhớ lại một Trịnh Bản Bản tùy tiện hảo sảng lúc trước. Nhìn thấy Trịnh Bân Bân như thế, Dương Bách Xuyên ngẩn người, lập tức phản ứng lại, hiểu ra là Trịnh Bân Bân đang cố ý hù dọa hắn, hơn nữa cho dù Trịnh Bân Bân không hù dọa hắn, nếu thật sự muốn giữ hắn lại, bây giờ cũng không dễ dàng, quân không thấy ông đây vẫn chưa thi triển hai đại kiếm kỹ sao. Hắn bưng bình rượu lên rồi cười ha ha, còn nói, uống thì uống, một đại nam nhân như ta mà lại sợ một lão nương như người sao. Hai người nhìn nhau mà cười, giờ khắc này đều có thể đoán được đối phương nghĩ gì. Một bữa rượu không biết uống bao lâu, hai người đều có vẻ say rượu, Trịnh Bân Bân đột nhiên nói, Vân Tử, ta muốn đến di tích Vương Triều Sơn Hải, ta vào đấy nếu có một ngày không trở về, giúp ta làm một việc. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên đã ngà ngà say nhưng nghe Trịnh Bân Bân bất chợt nói chuyện như đang nói lời trắng trối, hắn lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trịnh Bân Bân nói, đang yên đang lành người lại đi di tích Vương Triều Sơn Hải làm cái gì? Hắn đã từng nghe nói đến di tích Vương Triều Sơn Hải từ miệng đám người Dương Vấn Thiên, cũng biết đó chính là một nơi tà ác, rất nhiều người đều cho rằng nếu có thể tìm được di tích Vương Triều Sơn Hải, có thể đạt được chí bảo thiên tỷ của Vương Triều Sơn Hải cổ xưa thì sẽ trở thành người đứng đầu giới. Nhưng đây chỉ là tin đồn mà thôi, đi bao nhiêu người sẽ chết bấy nhiêu người, không ai sống sót trở về, ngay cả tổ tiên của Trịnh Bân Bân là Mạo Hiểm Vương cũng biến mất trong di tích Vương Triều Sơn Hải. Trịnh Bân Bân cười khổ nói, ngươi cho rằng ta muốn đi sao, năm đó ta chỉ là một tu sĩ xuất khiếu cảnh trung kỳ, làm sao có thể có thực lực cường đại như bây giờ. Làm sao có thể luyện hóa phân thân thuần dương của tổ tiên, làm sao tu vi sau khi luyện hóa phân thân thuần dương thì một phát có thể đột phá hai tiểu cảnh giới đạt tới xuất khiếu cảnh đại viên mãn, càng có thể giết chết Tiền Bất Nhẫn là tu vi phân thần cảnh trung kỳ, tất cả đều có cái giá của nó. Dương Bách Xuyên nghe được trong lời nói của Trịnh Bân Bân có sự cay đắng thậm chí tràn ngập oán hận, thậm chí còn có kiểu vô thức mà tự nói, trong lòng hắn khẽ động nói, chẳng lẽ người bị tổ tiên của người gài bẫy à? Vốn dĩ Dương Bách Xuyên chỉ thuận miệng hỏi, người bị tổ tiên nhà ngươi gài bẫy à? Kết quả Trịnh Bân Bân nghiêm túc gật đầu nói, nói chính xác là bị gia gia ta và tổ tiên phân thân cùng nhau gài bẫy. Nói tới đây, Trịnh Bân Bân ít nhiều có chút tự giễu. Ách, Dương Bách Xuyên không biết tiếp lời như thế nào. Lúc này chỉ nghe Trịnh Bân Bân nói tiếp, năm đó bọn ta liều sống liều chết tìm lại phân thân thuần dương của tổ tiên, vì thế mà lấy mạng lão nhị lão tam lão tử, ngươi và ta cũng suýt chút nữa đã chết. Lúc nói chuyện, ánh mắt Trịnh Bân Bân đỏ lên, rất thương tâm, nàng ta dừng một chút rồi nói, phân thân thuần dương vốn dĩ do một tay ra ra ta bố trí tìm kiếm, sau khi tìm về cũng là trí bảo luyện hóa cho ông ấy, nhưng người sẽ không ngờ. Ha ha, Trịnh Bân Bân tự giễu, trước đây nghe nói người tu đạo phải đoạn tuyệt thất tình lục dục mới có thể đi xa hơn, nhưng ta vẫn luôn không tin, cũng phản cảm những lời này. Nhưng ngay sau khi ta giao phân thân thuần dương cho Gia Gia, ta mới hiểu được những lời này tuyệt đối không phải nói khoác, người biết không, lúc đầu Gia Gia ta gấp rút bắt đầu luyện hóa phân thân thuần dương, kết quả một thời gian sau lại dừng lại, sau đó nói với ta, ông ấy già rồi, ta còn trẻ nên ta là hy vọng của gia tộc. Là niềm hy vọng giúp vương quốc Mạo Hiểm hưng thịnh, nói với ta rất nhiều làm cho ta cảm động đến khóc, sau đó bảo ta tu luyện dung hợp phân thân thuần dương. Kết quả ta cũng tin, ôm trong lòng sự cảm kích và cảm động vì Gia Gia đã nhường báu vật quý giá như thế cho ta, nhưng mà... Khi sau khi ta bắt đầu luyện hóa mới biết được, muốn luyện hóa phân thân thuần dương của tổ tiên thì tất bị nguyền rủa, nhưng là lời nguyền rủa gì thì ta cũng không biết, chỉ có sau khi luyện hóa hoàn toàn phân thân thuần dương mới có thể biết. Lúc này ta mới biết được, thì ra không phải Gia Gia thật sự muốn nhường cho ta, không phải muốn chiếu cố một hậu bối như ta, mà là ông. Ấy nhìn ra phân thân thuần dương có lời nguyền rất cường đại, cho nên ông ấy không dám luyện hóa phân thân thuần dương. Ngươi nói xem có phải rất nực cười không? Người tu đạo có phải đều là hạng người vô tình hay không? Có phải đều phải làm được thái thượng vô ơn bội nghĩa mới có thể đạt được thành tựu cao hơn không? Trịnh Bản Bân nói đến cuối cùng giống như muốn hét lên. Nàng ta vô cùng tức giận. Mà Dương Bách Xuyên cũng biết nàng ta không phải đang tức giận với mình, cũng không quấy rầy nàng, cũng biết nàng muốn phát tiết tâm tình trong lòng. Một lát sau, Trịnh Bân Bân mới bình tĩnh hít sâu một hơi rồi nói tiếp, ta biết mình bị Gia Gia gài bẫy, nhưng không có cách nào,
trong mắt ông ấy ta không phải cháu gái, là vật hy sinh của gia tộc, bàn về tu vi cũng không phản kháng được, ta cũng không muốn phản kháng, ai bảo ông ấy là gia gia của ta chứ? Trịnh Bân Bân, ta từ khi tu luyện đã bắt đầu trọng tình trọng nghĩa, cho nên ta mới kết bái với Hoa Liễu Tường, Bạch Tiểu Sinh, sự thật chứng minh, chúng ta đích thật có thể làm được chuyện đồng sinh cộng tử, cho nên ta không phản kháng gia gia gài bẫy ta, bởi vì ta coi trọng thân tình. Nguyền rủa thì nguyền rủa đi, cùng lắm chỉ là một cái chết mà thôi. Cuối cùng sau khi ta luyện hóa dung hợp phân thân thuần dương, mới biết phân thân thuần dương nguyền rủa là do tổ tiên Mạo Hiểm Vương để lại, cho nên ta lại bị tổ tiên nhà mình lừa một phen. Ha ha, cái gọi là nguyền rủa chính là ý chí phân thân này của tổ tiên phải đi vào di tích Sơn Hải, lời thề đại đạo mang theo ý chí nguyền rủa, mặc kệ ai luyện hóa phân thân thuần dương mà ông ấy để lại, đều phải trong thời gian hai giáp đi tới di tích Vương Triều Sơn Hải và nghĩ cách cứu nguyên thần của ông ấy, nói là nguyên thần của ông ấy bị nhốt trong di tích Vương Triều Sơn Hải. Nghe thật nực cười đúng không? Mẹ nó, lão nương thấy thật nực cười, đường đường là Mạo Hiểm Vương lại bị nhốt ở trong đó, còn bảo ta nghĩ cách đi cứu viện. Có thể nghĩ cách cứu ông ấy ra ngoài sao? Chỉ bằng nói để cho ta trực tiếp đi chịu chết cho rồi. Đương nhiên sau khi luyện hóa phân thân thuần dương, một luồng ý chí của lão nhân gia ấy đã truyền thụ cho ông ấy rất nhiều chiến kỹ thần thông, tăng tu vi lên, cái giá phải trả cho lợi ích này là dùng mạng để đổi lấy nó. Cho nên nói ta phải đi di tích Vương Triều Sơn Hải, 8-9 phần là không thể trở về, người có thể đồng ý với ta không, sau khi ta đi thì người giúp ta tiếp quản Vương quốc Mạo Hiểm được không? Mặc dù Vương quốc Mạo Hiểm thành lập chẳng khác nào ta dùng mạng đổi lấy, nhưng ta vẫn không muốn Vương quốc Mạo Hiểm mới diệt vong, nếu như không có một người có thực lực cường đại tiếp quản. Sau khi ta rời đi, chắc chắn Vương quốc Mạo Hiểm sẽ diệt vong lần nữa, thành lập Vương quốc Mạo Hiểm là nguyện vọng của vô số thế hệ Trịnh gia, cũng là nguyện vọng của ta, hiện giờ Vương quốc Mạo Hiểm mới thành lập, nhưng ta lại phải rời đi. Bị gài bẫy để thành lập Vương quốc Mạo Hiểm, thật nực cười, nhưng ta vẫn không hy vọng Vương quốc Mạo Hiểm khó khăn lắm mới thành lập được lại bị diệt vong lần nữa. Thế lực của ngươi vậy là đủ rồi, cũng có một tông môn tồn tại ở Châu Tây Sơn, ngươi tiếp quản Vương quốc Mạo Hiểm mới có thể tồn tại lâu dài, ngươi cũng là bằng hữu duy nhất của ta, chỉ có giao đến tay người ta mới có thể yên tâm, Vân Tử, cầu xin ngươi đồng ý với ta. Thăng! Nói xong, Trịnh Bân Bân tràn đầy chờ mong nhìn Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên cũng thở dài, không ngờ đằng sau chuyện Trịnh Bân Bân luyện hóa phân thân thuần dương lại có một cái hố như thế. Trong lòng hắn tiếc hận cho thay cho nàng ta, cũng đồng tình với nàng ta, hắn biết Trịnh Bân Bân nói không sai, trước mắt nếu Trịnh Bản Bân rời khỏi Vương quốc Mạo Hiểm, rất có thể sẽ sụp đổ trong thời gian tới. Hiện giờ Vương quốc Mạo Hiểm và Vân Môn đang hỗ trợ lẫn nhau, nếu như Vương quốc Mạo Hiểm bị diệt, Vân Môn tất nhiên cũng bị lung lay, đây cũng là điều hắn không hy vọng nhìn thấy. Nhưng bảo hắn đồng ý thỉnh cầu của Trịnh Bân Bân thì tuyệt đối. Không thể. Thứ nhất hắn cũng sẽ rời khỏi Sơn Hải giới, thứ hai hắn hoàn toàn không có hứng thú với việc làm người đứng đầu một quốc gia. Nhưng về phía bằng hữu, hắn đương nhiên càng không hy vọng Trịnh Bân Bân xảy ra chuyện. Sau khi suy nghĩ lại, Dương Bách Xuyên nói, ta cũng không có hứng thú làm người đứng đầu một quốc gia, nhưng ta có hứng thú cùng ngươi mạo hiểm một lần. Trịnh Bân Bân sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Bách Xuyên lại nói như vậy, trong lòng nàng ta cảm động, nhưng vẫn cười mắng. Lần mạo hiểm này không liên quan đến ngươi, rõ ràng chính là đi chịu chết, ngươi không cần giúp đỡ, ta tự nghĩ cách là được rồi, nếu không có việc gì thì ngươi cút đi, bổn cung phải bế quan tu luyện. Nàng ta cũng không miễn cưỡng Dương Bách Xuyên nữa, bởi vì theo sự hiểu biết của nàng ta về Dương Bách Xuyên, hắn sẽ không tiếp quản Vương quốc Mạo Hiểm. Dương Bách Xuyên nhìn Trịnh Bân Bân rồi nói, đi thì đi, ngươi đi di tích Vương Triều Sơn Hải chính là đi tìm thiên tỳ Sơn Hải trong truyền thuyết. Ta và ngươi chỉ làm bằng hữu mà thôi, khi nào đi thì thông báo cho ta một tiếng cũng được nhỉ. Thời gian hai con giáp, đã trôi qua 100 năm rồi, ta chỉ còn thời gian 20 năm, trong thời gian 20 năm này ta sẽ đột phá phân thần cảnh, trong vòng 10 năm chắc là có thể đột phá, đến lúc đó ta sẽ đi, ta vẫn hy vọng người cân nhắc cho kỹ chuyện tiếp quản Vương quốc Mạo Hiểm, bởi vì chuyện này cũng có lợi ích cho vân môn của ngươi, người không cần vội vàng từ chối ta, 10 năm sau trả lời ta là được. Trịnh Bản Bân vẫn chưa từ bỏ ý định. Dương Bách Xuyên cười ha hả, được, 10 năm sau người chờ ta, ta sẽ suy nghĩ đến lúc đó, tiếp theo ta sẽ đi Đại Hoang một chuyến, bên phía Vân Môn vẫn mong người chiếu cố nhiều hơn, hẹn 10 năm sau chúng ta gặp lại. Sau khi tiễn Dương Bách Xuyên đi,
Trịnh Bân Bân đứng ở chòi nghỉ. Mắt nhìn mây mù phiêu dạt, tự nói, ta quả nhiên không nhìn lầm người, người và ta đều là người trọng tình nghĩa, trăm năm trước Dương Bách Xuyên ngươi có thể liều mạng tới điện mạo hiểm giúp ta, Trịnh Bân Bân ta làm sao có thể làm khó ngươi. Sau khi Dương Bách Xuyên trở lại Vân Môn, chuẩn bị đi tới Đại Hoang, cũng nên đi gặp mặt Hầu Đậu Đậu và đại ca kết bái là Bạch Khởi Bạch Viên rồi, theo lý thì Chồn Nhỏ cũng ở trong Đại Hoang, bây giờ những chuyện có thể làm cũng làm rồi, người có thể tìm cũng tìm rồi, trong lòng hắn chỉ lo lắng cho hai con linh thú. Từ trước đến giờ, trong lòng hắn chưa từng coi Hầu Đậu Đậu và Chồn Nhỏ là sủng vật, mà là thân nhân, từ địa cầu vẫn luôn làm bạn với thân nhân của hắn. Năm đó hắn để cho Hầu Đậu Đậu đi theo đại ca kết bái là Bạch Khởi đến Đại Hoang là bởi vì Hầu Đậu Đậu là thái tử Hầu tộc, có thể đạt được truyền thừa, Dương Bách Xuyên cũng muốn cho Hầu Đậu Đậu đi lâu dài hơn trên con đường tu đạo, cho nên mới nén đau lòng chia tay với nó. Về phần con Chồn Hương Hương hoàn toàn là ngoài ý muốn, năm đó sau khi hắn đại náo thành yêu quang thì hôn mê, trực tiếp bị Hóa Thế Lương đưa ra khỏi Sơn Hải giới nên đã làm thất lạc Chồn Nhỏ. Nhưng cũng may năm đó sư phụ đã từng nói, Chồn Nhỏ đi theo cùng với Tiểu Phượng Hoàng, mà Tiểu Phượng Hoàng chính là đối tượng mà đại yêu lão ma tức phải bảo vệ, là người đứng đầu cầm yêu trong thiên hạ, chắc là sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Bây giờ hắn nghĩ hai đầu linh thú chắc có thể đều ở trong Đại Hoang. Ở Vân Môn chăm sóc người nhà vài ngày, chờ hai đứa con gái trở về, Dương Bách Xuyên sẽ lên đường đi Đại Hoang. Sau khi Bảo Triệu Nam truyền tấn cho đại đồ đệ Độc Cô Hối đưa sự đệ sư muội trở về tông môn, một mình Dương Bách Xuyên đi tới Âm Sát Cốc. Trôi qua trăm năm, Bộ Thanh Mai vẫn chưa từng ra ngoài, vẫn đang luyện hóa âm sát trụ, điều này khiến Dương Bách Xuyên có chút lo lắng. Định đi thăm nàng một chút. Trăm năm không gặp, nàng vẫn bị nhốt ở âm sát trụ, nói không cô đơn là giả. Cũng may đám người Triệu Nam cũng vào thành thăm nàng. Đã trăm năm rồi, bởi vì sự tồn tại của âm sát trận khiến khí âm sát tích tụ mà khiến cả sơn cốc trở nên âm trầm. Ngày thường đệ tử Vân Môn đều rất ít tới đây. Dương Bách Xuyên xuất hiện ở đại điện âm sát, nếu không Kiều Phúc và Ngô Mạc Thu sẽ hiện thân hộ pháp bảo vệ. Bái kiến lão gia. Kiều Phúc và Ngô Mạc Thu xưa nay đều là người hầu Dương gia tự cho mình, toàn bộ Vân Môn cũng chỉ có hai người bọn họ xưng hô với Dương Bách Xuyên là lão gia. Không cần đa lễ, Thanh Mai có thay đổi gì không? Dương Bách Xuyên hỏi. Hồi bẩm lão gia, Thanh Mai chủ mẫu trăm năm qua. Kiều Phúc còn chưa dứt lời, trong đại điện đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm. Sắc mặt Dương Bách Xuyên biến đổi, không kịp hỏi nhiều đã vội vàng đẩy cửa đại điện ra. Khoảnh khắc Dương Bách Xuyên đẩy ra cánh cửa lớn của điện âm sát, một dòng âm sát cường đại ập đến trước cửa hiệu, Dương Bách Xuyên vận chuyển chân khí để ngăn cản, nhưng Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ không có tu vi cao như hắn, trực tiếp bị lực lượng âm sát này ném bay ra ngoài. Dương Bách Xuyên phất tay tung ra một chưởng xua tan dòng khí âm sát này, sau đó nhìn thấy vết rách xuất hiện trên đại điện âm sát. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trụ âm sát xuất hiện vết rách chứng tỏ Bộ Thanh Mai đã hoàn thành hấp thụ lực âm sát, hiện tại sắp ra ngoài. Nền đất dưới vực sâu của Quật Ma Vương đã dựng dục trụ âm sát vô số năm, bị Trương Thiến phong ấn Bộ Thanh Mai vào trong đó để tra tấn thần hồn của nàng. Sau đó Dương Bách Xuyên chém chết đại tuẫn ma đầu. Tiêu diệt Trương Thiến đoạt trấn hồn linh, tiêu trừ sự khống chế của trấn hồn linh với Bộ Thanh Mai, nhưng thần hồn của nàng lại hợp nhất với trụ âm sát, không ra được. Nếu ra ngoài sẽ bị hồn phi phách tán. Dương Bách Xuyên cho Bộ Thanh Mai tu luyện công pháp quỷ tu, phòng đỗ quyết, chỉ cần Bộ Thanh Mai có thể luyện hóa hấp thu trụ âm sát, không chỉ không sao, ngược lại có thể có được một cơ duyên. Còn việc Bộ Thanh Mai hấp thu xong trụ âm sát được thiên địa dựng dục có thể đạt đến tu vi gì? Dương Bách Xuyên cũng không biết, hoàn toàn xem tạo hóa của nàng. Khoảng cách từ lúc nàng trở về Vân Môn đến lúc ra đã trăm năm, Bộ Thanh Mai đã hấp thu luyện hóa trụ âm sát suốt trăm năm, cuối cùng hôm nay cũng có động tĩnh. Dương Bách Xuyên biết Bộ Thanh Mai sắp ra ngoài. Nàng thành công luyện hóa trụ âm sát. Dương Bách Xuyên rất chờ mong Bộ Thanh Mai sẽ đạt được thành tựu gì. Rắc rắc, một tiếng nứt vỡ rõ ràng vang lên trong đại điện. Toàn bộ điện âm sát tràn ngập sát khí màu cho đen dày đặc. Ngoài cửa, Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ muốn đi vào nhưng lại không thể chống đỡ được lực lượng của trụ âm sát nên không vào được. Kiều Phúc, các ngươi đi xuống đi, nơi này có ta, không có việc gì. Dương Bách Xuyên phất tay đóng lại cửa đại điện, phòng ngừa sát khí tản ra kinh động đến việc tu luyện của đệ tử Vân Môn. Đối với người tu chân,
loại sát khí này có tác dụng ngược lại. Chính giữa đại điện âm sát, sát khí hội tu quay cuồng, thật sự khủng bố, Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào trụ âm sát không chớp mắt. Thật ra hắn cũng có chút lo lắng tu vi của bộ Thanh Mai có vấn đề gì hay không. Rạng sáng ngày hôm sau, tiếng nổ thứ hai vang lên. Ầm đùng. Lúc này dòng khí lan tận trời, Dương Bách Xuyên không thể không vận chuyển chân khí để phòng ngự. Toàn bộ đại điện bị khí âm sát che kín, duỗi tay không nhìn thấy năm ngón tay. Một giọng nói vang lên, Xuyên đại ca. Dương Bách Xuyên chấn động, vội vàng quay đầu lại. Lại nhìn thấy khí âm sát dày đặc trong đại điện giống như tìm thấy chỗ phát tiết, trong nháy mắt tất cả hội tụ về chính giữa đại điện, lao đến chỗ bộ Thanh Mai. Lúc này khí âm sát cho đen biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trụ âm sát biến mất. Khi toàn bộ sát khí biến mất trong đại điện trung ương, lộ ra thân hình của bộ Thanh Mai. Khô. Gương mặt quyến rũ của nàng nhìn Dương Bách Xuyên. Thanh Mai. Dương Bách Xuyên không kìm được lòng hô to. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhưng ngay sau đó Dương Bách Xuyên cảm thấy miệng khô lưỡi. Bởi vì bộ Thanh Mai trần như nhộng. Nghĩ lại cũng đúng, bộ Thanh Mai bị Trương Thiến hủy hoại thân thể, dưới thân thần hồn, hiện tại sau khi nàng tu luyện phong đô quyết chính là thân thể chân linh, vừa mới phá trụ âm sát ra ngoài nên không có quần áo mặc. Trong mắt bộ Thanh Mai chỉ có Dương Bách Xuyên, bị phong ấn ở trong trụ âm sát trăm năm, lúc trước bị Trương Thiến tra tấn suýt chút nữa thần hồn tiêu diệt, nỗi nhớ duy nhất là Dương Bách Xuyên, nhưng không nghĩ đến vấn đề mình có mặc quần áo hay không. Bị bộ Thanh Mai nhào vào ngực. Dương Bách Xuyên cảm nhận được sự mềm mại của nàng, vốn dĩ còn lo lắng thân thể quỷ tu có vấn đề, hiện tại xem ra lo lắng dư thừa. Nhiệt độ thân thể của bộ Thanh Mai co giãn, thân thể chân linh giống với người bình thường như đúc, còn chân thật hơn Ngô Mặc Thu lúc trước. Xuyên đại ca, muội rất nhớ huynh, bộ Thanh Mai vẫn đơn thuần như cũ, thổ lộ tiếng lòng của chính mình, trắng ra không có bất cứ quanh co lòng vòng gì. Ta cũng vậy. Dương Bách Xuyên sủng ái bộ Thanh Mai nhất trong số mấy người vợ. Bởi vì nàng nhỏ tuổi nhất, cũng không có bất cứ tâm kế gì. Mỹ nhân trong lòng ngực, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được lúc này bộ Thanh Mai đã không giống người thường, hơi thở khí tức em mờ sát đã xảy ra biến hóa, không cuồng bạo, mà chỉ là âm hàn thuần túy. Nhưng cũng vì như vậy, ở trong mắt Dương Bách Xuyên, loại lực lượng này càng thêm cường đại. Mỹ nhân trong ngực, gắt gao ôm chặt hắn, điều này làm cho Dương Bách Xuyên rất loạn tâm. Hắn là nam nhân bình thường. Tu luyện càn khôn tạo hóa quyết cường đại nhất thế gian, chí dương chỉ cương huyết khí cường đại, hiện tại trong cơ thể đã bắt đầu nóng rực. Không có cách nào khác, sau khi niết bàn, bộ Thanh Mai tràn ngập bê ở lực hấp dẫn, loại hấp dẫn này không những ở trên thân thể mà còn hấp dẫn từ toàn thân đến sâu trong linh hồn. Là một loại thoát biến phá kén thành bướm, mặc dù bộ Thanh Mai gặp phải một kiếp nạn lớn, nhưng sau khi chống đỡ được một kiếp này thì sẽ chân chính nhờ họa được phúc, có được một cơ duyên lớn trong tu đạo. Trước kia ở địa cầu, trong số mấy người vợ, người khác đã tu đến kim đan thiên kiếp, tu vi của nàng vẫn kém xa vạn dặm, là người có tu vi thấp nhất trong mấy người vợ, cũng là người làm Dương Bách Xuyên lo lắng nhất. Nàng của hiện tại, Dương Bách Xuyên sợ rằng sẽ là sự tồn tại mà cả vân môn phải nhìn lên. Bộ Thanh Mai chịu khổ hình trong trụ âm sát, sau đó nàng luyện hóa trụ âm sát, đạt được thành tựu. Hiện tại, ở trong mắt Dương Bách Xuyên, bộ Thanh Mai đã là phân thần cảnh. Mặc dù kinh ngạc nhưng cũng nằm trong dự kiến. Dù sao trụ âm sát cũng là bảo vật của Quật Ma Vương được thiên địa dựng dục vô số năm tháng, bộ Thanh Mai mất trăm năm mới có thể luyện hóa hoàn toàn, đạt được phân thần cảnh cũng là lẽ đương nhiên. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào bộ Thanh Mai, quan sát tình. Huống tu vi của nàng, nhưng người trong lòng ngược lại như vừa tỉnh mộng, sắc mặt đỏ bừng, lúc này mới phát hiện cả người nàng trần như nhộng, không nhịn được phát ra tiếng rên. Âm thanh nhỏ như ruồi muỗi, nói, Xuyên đại ca, ta đã tu luyện phong đô quyết đến tầng thứ 9, hiện tại là thân thể cửu âm chân linh, có da có thịt. Mỹ nhân ám chỉ rõ ràng. Dương Bách Xuyên cảm giác mạch máu trên người sắp nổ tung, không nhịn nữa, trời sập xuống cũng không quan tâm, lúc sau bộ Thanh Mai đang nói gì cũng mặc kệ, hôn xuống đôi môi của nàng, một tay thô bạo bế nàng lên, bàn tay vung lên, không gian hồ càn khôn xuất hiện một chiếc giường mềm lớn. Ngay sau đó toàn đại điện vang lên âm thanh rên rỉ và va chạm kịch liệt, bắt đầu một cuộc giao hợp nguyên thủy nhất. Đại đạo âm dương lần lượt sinh ra bổ sung cho nhau. Đột nhiên Dương Bách Xuyên phát hiện, bình cảnh xuất khiếu đại viên mãn của mình vang lên tiếng đứt gãy.
Cảm giác quen thuộc truyền đến, đột phá sắp đến. Vận chuyển chân khí trong đan điền mây mưa quấn quýt với người trong lòng ngực, trong lòng hắn vô cùng vui mừng, không cố tình vận chuyển công pháp, trong lòng biết loại đột phá bình cảnh như này càng thích hợp. Dương Bách Xuyên chưa bao giờ nghĩ đến giao hợp với quỷ tu lại bổ ích với tu vi như vậy, thậm chí đây là một cảm giác tuyệt vời không nói lên lời. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Dương Bách Xuyên cảm nhận được nguyên thần đang hiện hóa ra, tiếp theo nguyên thần của bộ Thanh Mai cũng hiện lên. Một luồng hơi thở khổng lồ tản ra, nguyên thần của Dương Bách Xuyên phát ra kim quang chói mắt. Linh khí thiên địa chen chúc tụ lại, điên cuồng dũng mãnh hướng vào đại điện âm sát từ bốn phương tám hướng, tiến vào trong cơ thể Dương Bách Xuyên. Cuối cùng hắn cũng đột phá cảnh giới phân thần sơ kỳ. Nhưng toàn bộ vân môn lại cảm thấy linh khí trong thiên địa đang liên tục xói mòn, hội tụ về cùng một phương hướng. Rất nhiều người cảm nhận được sự biến hóa này, mấy người Triệu Nam và Độc Cô vô tình phát hiện là âm sát cốc, sắc mặt biến đổi, bởi vì âm sát cốc là nơi bộ Thanh Mai bế quan. Các tiểu tỷ muội của bộ Thanh Mai cũng vô cùng thương xót với những gì mà nàng gặp phải, cho nên vừa thấy hiện tượng lạ liền ba chân bốn cẳng chạy đến âm sát cốc. Nhưng sau khi bọn họ đi đến cửa đại điện âm sát, bên tai nghe thấy từng đợt âm thanh rên rỉ, lúc này các nàng hiểu ra, một đám đỏ bừng mặt bắt đầu mắng người nào đó. Mấy người phụ nữ đều là người từng trải, sao lại không hiểu âm thanh trong đại điện vọng ra nói lên điều gì chứ? Ai nấy đều đỏ mặt, thầm mắng tên họ Dương nào đó, nhưng không có ai làm ồn. Lúc này linh khí đất trời mạnh mẽ tập trung đến âm sát cốc, đông đảo đệ tử vân môn bị thu hút kéo nhau tới. Mấy người Triệu Nam còn phải đỏ mặt đứng trước cửa cốc chùi mông cho tên họ Dương nào đó, đuổi đám đệ tử đi, nói với bọn họ là tên họ Dương nào đó đang tu luyện, bảo mọi người không cần sợ hãi, hãy giải tán đi. Dù sao tên họ Dương nào đó cũng là chủ nhân một môn, để đệ tử vân môn nghe thấy vị môn chủ trong điện âm sát của bọn họ đang làm gì thì rất mất mặt. Tất nhiên tên họ Dương nào đó trong điện âm sát không biết rằng việc tu luyện của hắn đã dẫn tới chút sóng gió nhỏ. Lúc này hắn đã bước vào thời điểm quan trọng, tiếp tục hợp hoan tu luyện với bộ Thanh Mai. Cho đến tận 3 ngày sau, bầu trời mới yên ả trở lại. Linh khí trời đất hội tụ tròn 3 ngày, nhịp điệu trong điện âm sát cũng vang lên suốt 3 ngày, chỉ khổ cho những người khác. 5 người Độc Cô Vô Tình, Triệu Nam, Lâm Hoan, Ninh Kha, Viên Kim Phượng đã đứng canh trước cửa cốc 3 ngày, trong lòng 5 người hận chết tên họ Dương nào đó. Tu luyện thứ tà công gì mà kéo dài những 3 ngày vậy? Khoảnh khắc linh khí trời đất ngừng hội tụ, âm thanh trong đại điện khiến trái tim các nàng run rẩy rốt cuộc cũng dừng lại. Lúc này 5 người cùng chặn trước cửa điện, chờ tên họ Dương nào đó ra ngoài. Trong đại điện, tên họ Dương nào đó và bộ Thanh Mai thu nội công. Hiện giờ tu vi của tên họ Dương nào đó đã bước vào cảnh giới phân thần sơ kỳ, lượng lớn linh khí trời đất hắn hấp thụ trong 3 ngày cũng giúp củng cố cảnh giới. Sau khi bộ Thanh Mai hấp thụ và luyện hóa năng lượng trong trụ âm sát, trong 100 năm nàng đã tu luyện phong đô quyết mà Dương Bách Xuyên dạy cho đến tầng thứ 9. Bây giờ, sau khi xong tu, nàng cũng vững vàng bước lên cảnh giới phân thần sơ kỳ. Nhưng Dương Bách Xuyên biết phong đô quyết có tổng cộng 9 tầng. Hiện tại bộ Thanh Mai đã tu luyện đến tầng thứ 9, về sau còn cần công pháp. Đây là một điểm phiền phức, nhưng bộ Thanh Mai nói quỷ tu có truyền thừa tu luyện huyền diệu, không cần lo lắng về công pháp tiếp theo, nàng cảm thấy công pháp tiếp theo sẽ xuất hiện. Điều này khiến Dương Bách Xuyên có cái nhìn khác về quỷ tu. Trước đây hắn nghe sư phụ nói ở tu chân giới nhất mạch quỷ tu rất thần bí, ông cũng chỉ tình cờ lấy được phong đô quyết chứ không hiểu rõ nhất mạch quỷ tu cho lắm. Hiện tại bộ Thanh Mai đã tương đương với cảnh giới phân thần sơ kỳ, cảm giác nàng mang lại cho Dương Bách Xuyên cực kỳ không đơn giản. Điều quan trọng nhất là lần này song tu với nàng hắn đã đột phá, đúng là niềm vui bất ngờ. Sau khi bước vào cảnh giới phân thần, Dương Bách Xuyên quan sát thấy nguyên thần đã hoàn toàn dung hợp với nguyên anh trong đan điền, nguyên thần hóa thực mạnh hơn lúc trước không chỉ gấp đôi. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên phóng linh thức ra ngoài, sau cảnh giới phân thần. Nguyên thần tăng nghĩa là sức mạnh linh thức tăng. Sau khi phóng linh thức ra ngoài, hắn chợt ngây ra. Thấy 5 người Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình giận dữ canh gác bên ngoài đại điện, hắn lập tức đỏ mặt, hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hắn định nói chuyện, nhưng lại nhớ ra mình dùng linh thức quan sát, hình như các nàng không phát hiện ra. Dương Bách Xuyên vui như mở cờ trong bụng,
Lẽ nào sau khi đạt tới cảnh giới phân thần, linh thức có sự thay đổi? Trước kia hắn dùng linh thức thăm dò các nàng sẽ bị phát hiện ngay lập tức, vậy mà bây giờ mấy người họ không phản ứng chút nào. Điều này chứng tỏ sau cảnh giới phân thần, nguyên thần cường đại thật sự khiến linh thức có sự biến đổi. Sau đó, Dương Bách Xuyên dùng linh thức cố ý quét qua quét lại 5 người Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình, Ninh Kha, Lâm Hoan, Viên Kim Phượng. 5 người họ đều không cảm nhận được. Lần này Dương Bách Xuyên khẳng định linh thức cảnh giới phân thần không bị cảnh giới xuất khiếu phát hiện ra. Tiếp đó, linh thức lập tức lan rộng, toàn bộ Vân Môn và thậm chí là 10 vạn dặm khu vực cấm phía Nam đều bao trùm trong linh thức của hắn. Trong linh thức của hắn, mọi người không có chỗ ẩn giấu. Không nói đến người khác, khi linh thức của hắn lướt qua, ngay cả Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên có cảnh giới phân thần sơ kỳ cũng không phát hiện ra. Hai ông lão đang uống trà luận đạo, chỉ có Dương Vấn Thiên chợt nhíu mày, lão Mạnh có phát hiện thấy cái gì không? Phát hiện cái gì? Mạnh Trường Thanh hậm hực hỏi. Sao ta lại cảm thấy có người đang nhìn trộm chúng ta nhỉ? Dương Vấn Thiên nói. Ngươi già đến lú lẫn rồi à? Tốt xấu gì hai chúng ta cũng có tu vi cảnh giới phân thần, ai có thể nhìn trộm được? Mạnh Trường Thanh nói thì nói vậy, nhưng vẫn nhắm mắt phóng linh thức ra cảm nhận. Một lát sau, ông ta nói, không có gì hết. Ta cũng không cảm nhận được, xem ra là ảo giác. Linh thức của hai chúng ta kéo dài 3 vạn dặm, ở Sơn Hải giới vẫn chưa có ai có thể nhìn trộm chúng ta. Hai ông lão tiếp tục uống trà. Còn Dương Bách Xuyên thì cười to. Hiện tại hắn cũng là phân thần sơ kỳ, cùng cảnh giới với hai người này, nhưng bọn họ không phát hiện ra linh thức của hắn đang quan sát. Dương vẫn chỉ có chút cảm giác. Nhưng cả hai người đều không cảm nhận được linh thức của hắn. Điều quan trọng hơn là hắn nghe thấy Dương Vấn Thiên nói tầm nhìn linh thức của bọn họ là 3 vạn dặm. Điều này khiến Dương Bách Xuyên chấn động, nói về tầm nhìn linh thức thì khi ở cảnh giới xuất khiếu, linh thức của hắn đã là 10 vạn dặm rồi, xa gấp đôi cảnh giới phân thần. Bây giờ đã là cảnh giới phân thần, Dương Bách Xuyên rất muốn biết linh thức của mình có thể nhìn bao xa. Nói sao làm vậy? Linh thức không ngừng phóng xa, 10 vạn dặm, 20 vạn dặm, 30 vạn dặm. Đến 30 vạn dặm mới dừng lại. Tức là trong cùng cảnh giới, linh thức của hắn mạnh hơn tu sĩ cảnh giới phân thần khác gấp 10 lần. Trước đây Dương Bách Xuyên gần như không sử dụng linh thức, hắn cho rằng cảm giác thăm dò chẳng có tác dụng gì. Bây giờ hắn lại nghĩ linh thức của mình mạnh gấp 10 tu sĩ cùng cấp, đây là chuyện xưa nay chưa từng thấy, nhất định là có chỗ đặc biệt. Hắn thầm nhủ sau này phải nghiên cứu thật kỹ xem rốt cuộc có tác dụng gì. Càng vào những lúc thế này Dương Bách Xuyên càng nhớ sư phụ Vân Thiên Tà. Nếu sư phụ không ngủ say thì hắn hỏi sư phụ là biết ngay. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể tự suy nghĩ. Linh thức 30 vạn dặm gần như bao trùm nửa diện tích châu Tây Sơn. Châu Tây Sơn là châu lớn nhất trong 5 châu thuộc địa hạt Đại Sơn, diện tích lên tới 60 vạn dặm. Khi linh thức bao trùm 30 vạn dặm, Dương Bách Xuyên phát hiện ra một số điểm khác biệt, hay nói chính xác hơn là có hai nơi mà linh thức của hắn không nhìn thấu. Nơi thứ nhất là điện mạo hiểm của Vương quốc Mạo Hiểm Thần Điện nơi Trịnh Bân Bân ở. Linh thức của hắn mạnh như vậy mà cũng bị chặn lại, không thể nhìn xuyên qua. Nhưng Dương Bách Xuyên không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì thần điện của Trịnh Bân Bân là một động thiên phúc địa chí bảo, ngăn cản linh thức cũng là chuyện bình thường. Một nơi khác khá quỷ dị, đó là sâu trong sa mạc. Trước kia Dương Bách Xuyên từng xem bản đồ châu Tây Sơn, nơi này chiếm một nửa châu Tây Sơn, được gọi là tận sâu sa mạc châu Tây Sơn, là khu vực tuyệt địa chân chính, mỗi người tu chân đều phải dừng bước tại đây. Trong linh thức Dương Bách Xuyên nhìn thấy một đồi cát nằm ngang, tựa như một bức trường thành chia châu Tây Sơn thành hai nửa. Chính đồi cát dài vô tận này đã ngăn chặn linh thức. Dương Bách Xuyên không nhìn rõ bên kia đồi cát là quang cảnh gì, linh thức của hắn chỉ có thể nhìn thấy một vùng mờ mịt. Hắn quan sát một hồi cũng chẳng có điểm đặc biệt nào khác, bèn thu linh thức về bản thể. Sau đó, hắn tìm một bộ quần áo của mình cho bộ thanh mai mặc vào, cười ha hả nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài gặp đám nam nam. Đoán chừng họ chờ lâu lắm rồi. Bộ thanh mai vừa mới mặc quần áo xong thì đột nhiên nghe thấy Dương Bách Xuyên nói chuyện. Sau khi hoàn hồn, mặt nàng lập tức đỏ bừng lên, đương nhiên nàng đã hiểu có chuyện gì. Mấy tỷ tỷ chờ ở bên ngoài đã lâu, vậy chẳng phải là họ đã nghe thấy hết rồi sao? Nghĩ tới đây,
Bộ Thanh Mai trở nên mất tự nhiên. Nhớ lại 3 ngày điên cuồng trong đại điện, nàng chỉ hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Mà lúc này tên họ Dương nào đó đã đi đến mở cửa đại điện. Bộ Thanh Mai đuổi theo, hét to với bên ngoài, Thanh Mai thỉnh an các tỷ tỷ. Muội, vừa mới xuất quan, cảnh giới bất ổn, hôm nay không gặp mấy tỷ tỷ nữa. Nàng nói xong liền chạy vào hậu điện, lúc này nàng rất ngại gặp mấy vị tỷ tỷ. Còn tên họ Dương nào đó, vừa đi ra ngoài đã bị Triệu Nam mắng té tát. Nhưng hắn chỉ có thể cười hi hi. Trong mấy ngày sau đó, ngày nào hắn cũng bận rộn ra vào phòng của mấy người phụ nữ, cuối cùng mới coi như dỗ dành được các nàng. 10 ngày sau, đại đồ đệ Độc Cô Hối dẫn theo Đoàn Đoàn, Viên Viên và Tiểu Mạn Mạn đi du lịch về. 4 người đi thỉnh an Dương Bách Xuyên. Trong đại điện Vân Môn, tên họ Dương nào đó nợ con trai con gái vẫn chưa bù đắp cho chúng, đương nhiên sau khi gặp nhau hắn sẽ không bày ra dáng vẻ người cha nghiêm khắc. Người một nhà ngồi xuống trò chuyện, Đoàn Đoàn, Viên Viên và Tiểu Mạn Mạn đều đã trưởng thành, tu vi bước vào cảnh giới Nguyên Anh, tên họ Dương nào đó rất vui về điều này. Khi Dương Bách Xuyên hỏi han chuyện du lịch, cô con gái Viên Viên bạo gan bắt đầu nói không ngớt. Ban đầu nàng nói là mọi chuyện mắt thấy tai nghe rất bình thường. Khi Dương Bách Xuyên hỏi khi ra ngoài du lịch bọn họ có chịu thiệt thòi không, Viên Viên dành trả lời, cha ơi, làm sao tụi con có thể chịu thiệt được. Đại sư huynh chỉ dẫn cho tụi con học hỏi được rất nhiều. Nhưng có kẻ nham nhe đan dược trong tay tụi con, lừa tụi con một lần, cuối cùng bị tụi con đánh cướp. Cha không biết đấy thôi, tụi con làm một. Khụ khụ. Độc Cô Hối đen mặt, đột nhiên ho khan. Lúc này Viên Viên mới nhận ra mình lỡ lời, lúng túng không dám nói nữa. Dương Bách Xuyên híp mắt, trong lòng thầm đổ mồ hôi. Đánh cướp á? Con mẹ nó con trai con gái và cháu ngoại của mình đi đánh cướp. Lúc này, hắn híp mắt nhìn Độc Cô Hối và hỏi, A Hối nói cho vi sư nghe coi đại sư huynh con dẫn sư đệ sư muội đi đánh cướp hả? Độc Cô Hối cố dặn ra nụ cười, u oán nhìn tiểu sư muội Viên Viên, không nói một lời. Sư muội hại huynh, muội bẫy nhau à? Đánh cướp là thói quen hình thành lúc hắn ta ở hang ổ thổ phỉ, trong thời gian ngắn không sửa được. Mà hắn ta vốn là người hấp tấp, tính cách nhiệt tình. Trong thời gian Dương Bách Xuyên bế quan, ba sư đệ sư muội Đoàn Đoàn, Viên Viên và Tiểu Mạn Mạn đều thích tìm hắn ta chơi, dần dà hắn ta dẫn theo 3 vị sư đệ sư muội trở thành ma vương khu vực cấm phía nam này, không biết đã gây họa cho bao nhiêu đệ tử Vân Môn. Trong 4 người, 1 người là đồ đệ, 2 người là con, 1 người là cháu ngoại của Dương Bách Xuyên, ai ai cũng là cấp bậc thiếu gia tiểu thư nên không ai làm gì được. Đến cả mấy người Triệu Nam cũng rất đau đầu về bọn họ, bèn dứt khoát cho 4 người đi du lịch. Bọn họ ở Vân Môn cứ suốt ngày gây họa cho người khác, chó chê mèo ghét. Ý của Triệu Nam là dù sao hiện giờ thế lực của Vân Môn cũng có tiếng tăm ở Sơn Hải giới, mấy đứa trẻ đi ra ngoài sẽ không bị bắt nạt. Ngoài ra còn có Ngô Mặc Thu âm thầm bảo vệ, sẽ không có chuyện gì. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần không quá đáng thì để 4 người họ chịu chút gian khổ bên ngoài cũng tốt. Vì vậy đại sư huynh Độc Cô Hối dẫn theo sư đệ sư muội ra ngoài du lịch. Kết quả là cái tính thổ phỉ ngoi lên, ra ngoài chẳng những không chịu khổ mà còn đánh cướp rất nhiều. Độc Cô Hối vốn đã thu xếp ổn thỏa, dặn dò 3 vị sư đệ sư muội trở về tuyệt đối không được nói ra chuyện đánh cướp. Ai dè tiểu sư muội Viên Viên nói dài nói dai nói dại. Giờ thì hay rồi, sư phụ đã biết. Hắn ta là đại sư huynh ắt gặp họa đầu tiên. Thưa sư phụ, sư nương, thật ra không phải như 2 người nghĩ đâu. Chúng con không đánh cướp, là những người kia thèm muốn đan dược trong tay chúng con nên cướp của chúng con, ngược lại bị chúng con trừng trị. Có đúng không sư muội? Độc Cô Hối vừa nói vừa nháy mắt với 3 vị sư đệ sư muội. Ồ, đúng đúng đúng, đại sư huynh nói đúng. Chúng con ra ngoài không dám làm việc xấu. Là những người kia thèm muốn đan dược trong tay chúng con, nhưng không phải là đối thủ của chúng con. Tiểu Mạn Mạn đảo mắt láo liên. Ha ha, giỏi lắm. Dương Bách Xuyên cười híp mắt nói, nhưng ngay sau đó hắn cất giọng âm u, từ hôm nay trở đi 4 người các con không ai được phép ra ngoài. Nhớ là nếu trong vòng 10 năm các con dám bước ra ngoài nửa bước thì ta chặt chân. Nghe thấy chưa? Úi, cha cấm ra ngoài trong vòng 10 năm có phải là rất quá đáng không? Đoàn Đoàn là con trưởng nên khá chững chạc,
nhưng lúc này hắn cũng không nhịn được lên tiếng. Cứu cứu ơi, 10 năm dài quá, Tiểu Mạn Mạn bĩu môi nói. Viên Viên to gan nhất, thốt ra một câu, con không nghe theo cha đâu. Độc Cô Hối biết rõ tính cách của sư phụ nhà mình nên lúc này hắn ta không dám ho he gì. Thấy ba vị sư đệ sư muội bắt đầu ồn ào, hắn cười thầm trong lòng. 10 năm không cho bọn họ ra ngoài thì kiểu gì cũng buồn chết luôn. Nói xong chưa, giọng nói của Dương Bách Xuyên trở nên lạnh lùng. Mặc dù hắn không hỏi chi tiết nhưng cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Mấy đứa trẻ này còn đi đánh cướp. Ngoại trừ Độc Cô Hối là cảnh giới xuất khiếu, con trai con gái và cháu ngoại của hắn mới chỉ là nguyên anh. Phóng mắt nhìn khắp sơn hải giới, tu vi bậc này mà gặp phải cao thủ thì chẳng đủ nhét kẽ răng cho người ta, thế mà còn đánh cướp. Dương Bách Xuyên biết là có Ngô Mặc Thu âm thầm đi theo, không thì chẳng biết bốn đứa nó còn phải chịu thiệt thế nào. Bốn người nghe thấy giọng nói của Dương Bách Xuyên trở nên lạnh lùng, tức thì không dám nói gì nữa. Tuy Dương Bách Xuyên rất ít khi nổi giận, nhưng bọn họ đều sợ. Thu Nhi nói xem đã xảy ra chuyện gì, bọn chúng chọc vào ai. Dương Bách Xuyên nhìn ra phía sau bốn người. Lúc này bốn người Độc Cô Hối vô thức ngoảnh đầu, chỉ thấy trong không khí lóe lên ánh sáng, Ngô Mặc Thu xuất hiện. Lúc này coi như bọn họ đã hiểu, thì ra Ngô Mặc Thu âm thầm bảo vệ bọn họ. Giữa Dương Bách Xuyên và Ngô Mặc Thu có cảm ứng, tất nhiên hắn biết sự hiện diện của Ngô Mặc Thu. Chào tiên sinh, Ngô Mặc Thu hơi kích động khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên. Nàng bế quan rồi xuất quan khoảng hơn 90 năm, đã lâu rồi không gặp đối phương. Sau khi nàng xuất quan, Triệu Nam nhờ nàng âm thầm theo bốn người đi du lịch, bảo vệ sự an toàn cho bọn họ. Hiện tại tu vi của Ngô Mặc Thu đã là cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn. Nàng là quỷ tu, xét về bản lĩnh thì mạnh hơn người tu chân cùng cấp bậc. Lần này mấy người ra ngoài du lịch rồi đánh cướp, Ngô Mặc Thu là người biết rõ nhất. Dương Bách Xuyên bảo nàng nói, nàng hơi khó xử. Đoan Đoan, Viên Viên và Tiểu Mạn Mạn xem nàng là trưởng bối, nói thế nào thì nàng cũng đứng về phía họ. Không có chuyện gì lớn đâu tiên sinh, đúng là có người nhòm ngó đan dược trong tay đám Viên Viên, ép mua ép bán. Mấy người họ không làm chuyện gì quá đáng cả, chỉ có lần cuối cùng chọc phải người của Thương hội Thiên Diệp, coi như mấy người họ sốc nổi thôi. Đối phương là cao thủ, nhưng sau khi nghe nói họ là người của Vân Môn thì bỏ qua, đây là điều kỳ lạ duy nhất. Ngô Mặc Thu tóm tắt trong dăm ba câu, tránh nặng tìm nhẹ. Tuy nhiên, sao Dương Bách Xuyên lại không nghe ra nàng tránh nặng tìm nhẹ chứ? Hắn cười khổ, muội cũng bao che cho mấy đứa nó. Đây không phải là quan tâm mà ngược lại còn hại tụi nó. Lần này tụi nó ra ngoài có muội đi theo, nhưng nếu muội không đi theo thì sao? Tụi nó có thể bình yên vô sự không? Còn nữa, nói thật cho ta biết muội đã xử lý bao nhiêu người? Dương Bách Xuyên hỏi Ngô Mặc Thu. Ngô Mặc Thu sững người, có hơi lúng túng, nhưng nàng biết Dương Bách Xuyên không nói sai, bèn trả lời, ba tên xuất khiếu trung kỳ, một tên cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ. Người của Thương hội Thiên Diệp gặp ở Thành Lăng Tuyệt có cao thủ cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn tọa chấn. Những người còn lại đều là cảnh giới xuất khiếu trung hậu kỳ, hình như bọn họ là lãnh đạo cấp cao trong Thương hội Thiên Diệp. Kể ra thì chọc phải Thương hội Thiên Diệp là do Viên Viên làm loạn, ta hơi lo lắng, may mà cuối cùng người ta đột nhiên bỏ qua. Chắc là e dè Vân Môn chúng ta. Bóng dáng của Diệp Vô Tâm hiện ra trong đầu Dương Bách Xuyên. Hiện giờ Vân Môn cũng có danh tiếng ở Sơn Hải Giới, Thương hội Thiên Diệp điều tra Vân Môn không khó, người ta không ra tay chắc là liên quan đến Diệp Vô Tâm. Không phải người ta e dè Vân Môn chúng ta, Thương hội Thiên Diệp thần bí khó lường, là thế lực thương hội truyền thừa lâu đời, cao thủ nhiều như mây. Nghe nói Bổ Thiên Cung cũng phải nể mặt Thương hội Thiên Diệp. Người ta không ra tay chắc là nể tình người bạn cũ là ta. Năm ấy lần đầu tiên ta vào Sơn Hải Giới. Người bạn đầu tiên của ta là người nhà họ Diệp trong Thương hội Thiên Diệp. Hơn 100 năm qua đi, xem ra người ta vẫn còn nhớ ta. Thôi, sau này muội đừng đi theo tụi nó nữa. Nói xong Dương Bách Xuyên lại nhìn bốn người, ánh mắt trở nên sắc bén, bây giờ các con còn cho rằng mình có bản lĩnh lớn không? Độc Cô Hối là đại sư huynh, từ lúc Ngô Mặc Thu hiện thân, hắn ta đã hiểu ra tất cả. Thảo nào lần này đi du lịch lại thuận lợi như vậy. Thì ra các cao thủ đều bị Ngô Mặc Thu giải quyết rồi. Vậy mà hắn ta còn đắc ý,
Ngẫm lại thì nếu không có Ngô Mặc Thu âm thầm đi theo, hắn ta dẫn theo sư đệ sư muội mà xảy ra bất trắc gì. Nghĩ đến đây, Độc Cô Hối đổ mồ hôi lạnh. Đệ tử biết lỗi rồi, xin sư phụ trách phạt. Độc Cô Hối nhận lỗi, còn không nhận lỗi thì sư phụ sẽ đánh hắn ta là cái chắc. Biết thì tốt, từ hôm nay trở đi con bế quan cho ta. Vi sư sẽ truyền cho con một bộ công pháp, không luyện thành chiêu kiếm pháp thứ nhất thì ngoan ngoãn ở lại Vân Môn không được đi đâu hết. Ba đứa các con cũng thế. Ta không yêu cầu cao, các con luyện thành chiêu thứ nhất kiếm kỹ toàn phong cho ta. Không tu luyện thành công thì đừng hòng bước chân ra khỏi Vân Môn một bước. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa búng ngón tay về phía bốn người, bốn đốm sáng bay vào giữa trán bọn họ, truyền toàn phong kiếm kỹ cho bọn họ. Dù sao cũng không thể bắt buộc bọn họ không ra ngoài, nhưng tu luyện kiếm kỹ thì khác, có thể tu luyện chiêu thứ nhất thành công trong 10 năm đã là nhanh rồi. Tất cả lui đi, Dương Bách Xuyên xua tay bảo bốn người đi ra. Lúc này Trần Bảy Roi đi đến, môn chủ, có một cô gái tự xưng là người của Thương hội Thiên Diệp. Nói là đến Vân Môn chúng ta đòi lẽ phải. Trần Bảy Roi vừa dứt lời, Độc Cô Hối lập tức run lên, vội vàng nháy mắt với ba vị sư đệ sư muội rồi chuồn luôn. Còn Dương Bách Xuyên thì đứng dậy, mỉm cười bảo, mau mời vào, không được thất lễ. Thôi, để ta đích thân đi. Trong linh thức hắn đã phát hiện ra Diệp Vô Tâm tới. Diệp Vô Tâm đến đòi lẽ phải, xem ra mấy đứa nhóc kia chọc phải chuyện không nhỏ, Ngô Mặc Thu cũng không nói thật. Thật ra Dương Bách Xuyên vẫn luôn lo lắng cho Diệp Vô Tâm, cũng muốn đi tìm nàng. Nhưng sau khi đến Sơn Hải Giới, hắn không có thời gian. Một lần bế quan là trăm năm, sau khi xuất quan hắn định đi thăm nàng nhưng lại sợ nàng đã quên. Không ngờ lần này trời xui đất khiến, mấy tiểu bối chọc phải Thương hội Thiên Diệp. Dương Bách Xuyên biết nhóm Độc Cô Hối bình an vô sự rất có thể là nhờ Diệp Vô Tâm ra mặt. Bây giờ nghe tin Diệp Vô Tâm đến nhà, quả nhiên là thế. Nhưng nàng lại lấy cớ đến đòi lẽ phải, quả là tính cách của nữ ma đầu năm xưa. Linh thức đảo qua, quả nhiên Diệp Vô Tâm xuất hiện trong trấn nhỏ chỗ đại trận truyền tống của Vân Môn. Sau khi Dương Bách Xuyên biến mất ở đại điện, mấy người phụ nữ đều nhíu mày. Chúng ta cũng đi xem thần thánh phương nào nhé, Lâm Hoan đề nghị. Đi chứ, xem tỉ muội tương lai của chúng ta nào. Triệu Nam nghiến răng nghiến lợi. Chấm chấm chấm. Khi Dương Bách Xuyên xuất hiện trước mặt Diệp Vô Tâm thoáng run lên. Hơn trăm năm qua đi, nàng vẫn không quên được tên khốn trước mặt. Ban đầu nàng không biết Vân Môn, cũng không để ý, đa số thời gian nàng đều tu luyện, mấy năm gần đây nàng đã nghe nói về Vân Môn. Dạo trước nàng nghe ngóng mới biết môn chủ Vân Môn là Dương Bách Xuyên, điều này làm cho Diệp Vô Tâm không bình tĩnh nổi, định tới xem thử rốt cuộc đối phương có phải là Dương Bách Xuyên hay không. Cho đến mấy ngày trước gặp mấy tiểu bối, Diệp Vô Tâm mới chắc chắn môn chủ Vân Môn ở Châu Tây Sơn chính là Dương Bách Xuyên. Bởi vì nàng nghe thấy rất nhiều từ ngữ quen thuộc từ Độc Cô Hối, năm xưa Dương Bách Xuyên đã giải thích cho nàng rất nhiều từ lạ. Đây cũng là lý do tại sao Diệp Vô Tâm không gây phiền phức cho mấy người Độc Cô Hối. Sau đó, nàng thông qua trận pháp truyền tống tới thẳng Vân Môn. Chủ nhân, ta cứ tưởng ngài chết rồi. Khi Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm đang nhìn nhau, một giọng nói kích động vang lên. Đốm sáng trắng lóe lên, một con chim màu trắng to lớn xuất hiện trong tầm mắt Dương Bách Xuyên. Tiểu Bạch. Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Con chim trắng này đúng là lôi điểu biến dị, tọa kỵ mà hắn thu phục năm đó yêu vương Tiểu Bạch. Năm đó trong động Tiên La Phù, yêu vương Tiểu Bạch bị Dương Bách Xuyên phái đi bảo vệ Diệp Vô Tâm, từ đó đến sau trận chiến ở thành Yêu Quang, hắn không gặp lại nó. Dù sao tọa kỵ của mình cũng có khế ước linh hồn, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thân thiết khi nhìn thấy yêu vương Tiểu Bạch. Mấy trăm năm không gặp, tu vi của cả Diệp Vô Tâm lẫn yêu vương Tiểu Bạch đều đã bước vào cảnh giới xuất khiếu. Có lẽ nhiều năm không gặp nên yêu vương Tiểu Bạch trở nên lắm lời khiến Dương Bách Xuyên nhức đầu, bèn đá văng nó, sau đó chào hỏi Diệp Vô Tâm. Dù sao người đến nhà là khách, bất kể dùng lý do đi chăng nữa, có phải là đòi lẽ phải hay không đều không quan trọng. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Hai người gặp nhau, nói câu đầu tiên. Diệp Vô Tâm có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn Dương Bách Xuyên đứng trước mặt, nàng lại không biết nói gì. Ngươi. Ngươi.
Hai người lên tiếng cùng lúc. Ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi. Sau đó hai người đều nở nụ cười. Dù sao Dương Bách Xuyên cũng là chủ nhà, bèn mỉm cười nói, đi thôi, vào trong môn rồi nói tiếp. Được, Diệp Vô Tâm gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói, Yêu Vương Tiểu Bạch bị Dương Bách Xuyên đạp bay, tủi thân đi theo phía sau hai người. Diệp Vô Tâm hỏi chuyện năm đó, Dương Bách Xuyên trả lời vắn tắt, hai người đều thổn thức không thôi. Khi Dương Bách Xuyên hỏi chuyện đòi lẽ phải, Diệp Vô Tâm nở nụ cười xinh đẹp, mấy đệ tử của ngươi đúng là to gan. Ngươi có biết không, mấy người bọn họ bôi nhọ trưởng lão của hiệp hội doanh nghiệp chúng ta, nói trưởng lão của thương hội chúng ta lừa đan dược của họ. Bốn người hợp sức gây sự với thương hội, ầm ĩ tới nỗi cả thành Lăng Tuyệt đều náo nhiệt, chọc cho trưởng lão thương hội tức gần chết. Nếu không phải ta vừa lúc nghe thấy bọn họ nói một số từ ngữ quê hương của ngươi, cảm thấy rất giống ngươi, bèn ra mặt ngăn cản, thì mấy người bọn họ kiểu gì cũng thua thảm hại. Hôm đó là ngày thương hội kiểm kê, mấy đại trưởng lão của tổng bộ thương hội chúng ta đều có mặt. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ to gan như thế, không biết tại sao ngươi lại yên tâm cho bọn họ ra ngoài. May mà lần này có ta đấy, nếu gặp phải tông môn khác thì bọn họ chịu khổ là cái chắc. Để dìm chuyện này xuống, ta đã tổn thất 10 vạn linh thạch. Ngươi nói xem ta có nên đến nhà đòi bồi thường không? Còn tòa kỵ Tiểu Bạch của ngươi nữa, ta giúp ngươi nuôi nó hơn 100 năm, bản cô nương chỉ sợ tương lai gặp ngươi lại không biết ăn nói thế nào, cho nên mỗi ngày đều cho nó ăn đan dược, nuôi một mạch hơn 100 năm. Bây giờ Yêu Vương đã là đại yêu lục chuyển rồi, thực lực tương đương cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ. Ngươi nói xem ta có nên đòi bồi thường không? Ngươi vô lương tâm quá đấy, đã thành lập tông môn ở Châu Tây Sơn mà không đến tìm ta. Năm xưa ta nghe nói ngươi đại náo thành Yêu Quang, thế là tìm ngươi hơn 10 năm, về sau mới biết ngươi đã bị sứ giả giới diện đưa đi. Không ngờ ngươi lại ở Châu Tây Sơn, ngươi nói xem mình có quá đáng không, tại sao không đến tìm ta? Diệp Vô Tâm nói một tràng, giọng điệu u oán. Dương Bách Xuyên hơi ngượng, đúng là lần thứ hai trở lại hắn không đi tìm Diệp Vô Tâm, nhưng cũng là vì thân bất do kỷ. Hắn đang định giải thích thì một tiếng cười chua loét vang lên bên tai, vị muội muội này thật xinh đẹp. Phu quân, chàng không định giới thiệu cho tỷ muội chúng ta sao? Là Triệu Nam dẫn theo mấy người phụ nữ đi tới. Dương Bách Xuyên sửng sốt, nhức hết cả đầu. Phu quân, Dương Bách Xuyên, nàng là phu nhân của ngươi ư? Diệp Vô Tâm nhìn Dương Bách Xuyên chòng chọc. Dương Bách Xuyên cười gượng, gật đầu định giới thiệu, nào ngờ Lâm Hoan nói, không chỉ mình nàng. Chào muội muội, ta là Lâm Hoan, vị này là Triệu Nam, sau này cứ gọi Nam tỷ tỷ là được. Ta là Độc Cô Vô Tình. Ta là Ninh Kha. Ta là Viên Kim Phượng. Ta là Bộ Thanh Mai. Mấy người phụ nữ vô cùng niềm nở, trực tiếp đẩy Dương Bách Xuyên sang một bên, vây quanh Diệp Vô Tâm. Ta một câu ngươi một câu nhiệt tình trò chuyện, luôn miệng xưng các tỷ tỷ. Chỉ thiếu điều không nói với Diệp Vô Tâm một câu ngươi vào cửa muộn thì chúng ta là tỷ tỷ, ngươi là muội muội. Trên thực tế mấy người Triệu Nam đã xác định các nàng có thêm một tỷ muội. Từ việc Dương Bách Xuyên nhanh chóng rời khỏi đại điện, đích thân đi đón tiếp là có thể nhìn ra điều này. Nhưng họ không biết rằng thật ra tên họ Dương nào đó và Diệp Vô Tâm vẫn chưa đến một bước kia. Đến khi Dương Bách Xuyên hoàn hồn, mấy người đã biến mất. Tình huống gì thế này? Tên họ Dương nào đó ngơ ngác. Chủ nhân, ta có 6 vị chủ mẫu đại nhân phải không? Không đúng, bây giờ có thêm Diệp chủ mẫu là 7 nhỉ? Yêu Vương Tiểu Bạch hỏi. Dương Bách Xuyên bất giác gật đầu, thêm cả U Dương Ngọc Thanh, người có 7 chủ mẫu. Nói xong hắn mới nhận ra mình lỡ lời, lập tức rụt cổ. May mà đám Triệu Nam đã đi xa, không nghe thấy. Hắn suy nghĩ giây lát rồi cũng đi theo. Nhìn dáng vẻ của mấy người phụ nữ, Dương Bách Xuyên nhức hết cả đầu. Thật ra hắn rất muốn nói một câu, các nàng hiểu lầm rồi. Chấm chấm chấm. Trong mấy ngày kế tiếp, mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên. Diệp Vô Tâm và đám Triệu Nam luôn miệng gọi tỷ tỷ ngắn tỷ tỷ dài, sống chung rất vui vẻ, có vẻ Diệp Vô Tâm ở lại Vân Môn luôn. Dường như đây là chuyện tốt, nhưng tên họ Dương nào đó không hiểu nàng. Năm xưa hắn nửa đùa nửa thật nói mấy câu, bây giờ lại không biết phải mở lời thế nào. Nửa tháng sau,
tên họ Dương nào đó dứt khoát chuẩn bị đi xa. Đã đến lúc đi đại hoang tìm Hầu Đậu Đậu và Hương Hương rồi. Nhưng lúc hắn sắp đi, có một người tới Vân Môn. Người này không phải ai khác mà chính là Trịnh Đại Nữ Vương. Khi Dương Bách Xuyên biết Trịnh Bân Bân đến, hắn cảm thấy kỳ lạ. Lúc hắn nhìn thấy Trịnh Bân Bân ở Đại Điện Vân Môn, nàng đang vui vẻ nói chuyện với Triệu Nam. Dương Bách Xuyên đi vào Đại Điện, hỏi thẳng, sao ngươi lại đến đây? Sao nào, không chào đón ta à? Trịnh Bân Bân trợn tròn mắt. Sao Bách Xuyên lại nói vậy, Bân Bân đến thăm Viên Viên đấy. Triệu Nam nói giúp Trịnh Bân Bân. Dương Bách Xuyên đen mặt, tình huống gì thế này? Viên Viên, xảy ra chuyện gì? Giọng Dương Bách Xuyên xa sầm, chuyện liên quan đến con gái, hắn không thể không nghiêm túc. Ta có thể ăn con gái ngươi chắc, coi dáng vẻ hẹp hòi của ngươi kìa. Hôm nay ta đến đây để bàn với phu thê các ngươi một chuyện. Đứa nhỏ Viên Viên kia có duyên với ta, mấy ngày trước ta gặp nàng ở điện mạo hiểm, ta rất thích nàng, cũng có duyên với nàng. Vì vậy ta muốn nhận Viên Viên làm đệ tử. Đây là mục đích hôm nay ta tới. Triệu tỷ tỷ đã đồng ý, bây giờ chỉ xem ý ngươi thôi. Dù sao hiện tại Viên Viên cũng đang ở vương cung. Trịnh Bân Bân bày ra dáng vẻ ngươi không đồng ý cũng không được. Sắc mặt Dương Bách Xuyên tối sầm, hắn nhìn Triệu Nam, tức giận nói, chẳng phải ta đã nói là không cho nó ra ngoài sao. Triệu Nam trừng mắt, chàng quát ta gì chứ, ta thì làm gì được tiểu tổ tông kia của chàng. Tự con bé trốn đi, và lại không đi xa, chỉ đi vương thành mạo hiểm mà thôi. Chàng có giỏi thì đi dạy dỗ con bé đi, còn không phải hồi bé chàng chiều hư nó ư. Lại còn trách ta. Ta quen rồi, sao lại trách ta? Dương Bách Xuyên rầu rĩ. Đừng quên từ lúc nó còn bé tí, chàng đã tặng linh trùng nhân diện cho nó. Con bé muốn đi đâu, ai có thể ngăn được? Triệu Nam lạnh lùng hừ mũi. Dương Bách Xuyên không phản bác, nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Hắn tặng trùng tử cho con gái rượu, mà bản lĩnh thiên phú của trùng tử là phá kết giới. Qua trăm năm, ai mà biết được bây giờ trùng tử có thiên phú gì? Theo hiểu biết của Dương Bách Xuyên về trùng tử, qua 100 năm nếu trùng tử dẫn Viên Viên lén lút chạy trốn thì quả thật không phải chuyện gì to tát. Không ngờ con bé chạy tới vương quốc mạo hiểm lại được Trịnh Bân Bân coi trọng thiên phú. Ban đầu hắn rất ngạc nhiên, bây giờ xem ra Triệu Nam cũng đồng ý cho con gái Viên Viên làm đồ đệ của Trịnh Bân Bân, mà Trịnh Bân Bân không giống đang nói đùa. Đã vậy thì đồng ý thôi. Chẳng có gì không tốt cả. Trịnh Bân Bân đã nhận được truyền thừa của vua mạo hiểm, đúng là có chút bản lĩnh. Và lại mấy đứa trẻ đều quá buông thả, tìm sư phụ dạy dỗ không phải là chuyện xấu. Vì thế Dương Bách Xuyên gật đầu đồng ý cho Trịnh Bân Bân nhận con gái Viên Viên làm đồ đệ. Trịnh Bân Bân rất vui, tươi cười hớn hở, nhưng Dương Bách Xuyên cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không biết sai ở đâu. Trước mắt cứ như vậy đã. Tuy nhiên, hắn không ngờ sau này Trịnh Bân Bân sẽ đưa ra một quyết định nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đương nhiên quyết định này liên quan đến Viên Viên. Tạm thời không đề cập tới chuyện này. Dương Bách Xuyên không nán lại Vân Môn nữa. Có Diệp Vô Tâm, giờ lại thêm Trịnh Bân Bân, mấy người phụ nữ túm tụm lại một chỗ thật sự khiến hắn đau đầu. 3 ngày sau, Dương Bách Xuyên dặn dò một số việc rồi lập tức lên đường đi đại hoang. Hắn không dẫn theo ai hết. Một mình dùng trận pháp truyền tống đi thẳng đến khu vực đại hoang. Nơi hắn xuất hiện là trấn Băng Tuyết, một trấn nhỏ nằm giữa đại hoang và phía bắc địa hạt Đại Sơn, cũng là một trấn có trận pháp truyền tống. Nơi này là điểm cuối khi tiến vào đại hoang. Lúc này, cả trấn nhỏ tấp nập người qua kẻ lại. Các thế lực như là khách phiêu lưu, người tu chân, đệ tử các tông môn đi trải nghiệm, các thương hội lớn nhỏ, đều có thể bắt gặp ở đây. Hiện tại trong Vân Môn cao thủ nhiều như mây, hai ông lão Mạnh Trường Thanh và Dương Vấn Thiên đều là cảnh giới phân thần, lại thêm Bộ Thanh Mai cũng có tu vi cảnh giới phân thần thuộc đạo quỷ tu. Có 3 cao thủ cảnh giới phân thần tọa chấn, Vân Môn đã đứng vững ở Sơn Hải giới. Vì vậy lần này Dương Bách Xuyên đi xa rất thoải mái, không giống hồi trước mỗi lần ra ngoài đều phải lo lắng cho sự an nguy của mọi người trong Vân Môn. Lần này hắn đến Đại Hoang có thể nói là lần thoải mái nhất từ trước tới giờ. Ban đầu hắn định dẫn theo Yêu Vương Tiểu Bạch để thay cho đi bộ. Nhưng toàn thân nó lấp lóe ánh sáng bạc, không lẫn tạp sắc. Từ khi Diệp Vô Tâm trả lại Yêu Vương Tiểu Bạch cho hắn,
Cháu ngoại Tiểu Mạn Mạn đã thích mê, cứ quấn lấy người cậu này xin xỏ. Dương Bách Xuyên bèn giải trừ khế ước với Yêu Vương Tiểu Bạch, cho Tiểu Mạn Mạn và Yêu Vương Tiểu Bạch ký kết khế ước thần hồn. Vì thế, hiện giờ Yêu Vương Tiểu Bạch đã có chủ nhân mới là Tiểu Mạn Mạn. Lần này Dương Bách Xuyên đi ra ngoài một mình, vô cùng thoải mái. Ai dè hắn mới bước ra khỏi trận pháp truyền tống đã trông thấy một người quen. Sao ngươi lại ở đây? Dương Bách Xuyên hơi nhức đầu. Sao ta lại không thể ở đây? Đúng lúc ta có việc muốn đi đại hoang. Người này không phải ai khác mà chính là Diệp Vô Tâm. Rõ ràng là lúc Dương Bách Xuyên đi, nàng vẫn đang ở Vân Môn ra vẻ muốn sống lâu dài. Nào ngờ mới chớp mắt nàng đã rời đi sớm hơn cả mình. Nghe nàng nói vậy, Dương Bách Xuyên thầm cười khổ, ít nhiều gì cũng đoán được suy nghĩ của đối phương. Nhưng mà, trong lòng hắn rất mâu thuẫn. Không được càn quấy, ta muốn đi đại hoang, đó là địa bàn của yêu tộc, không phải địa bàn của nhân tộc, người tới đó rất nguy hiểm. Nếu ngươi thật sự không có việc gì thì về nhà sớm đi. Dương Bách Xuyên suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn cứng rắn nói. Hắn không phủ nhận tận sâu trong lòng mình có hảo cảm với Diệp Vô Tâm, từ hơn trăm năm trước đã vậy. Nhưng bây giờ hắn đã có nhiều hồng nhan tri kỷ ở Vân Môn, hắn không biết mình dây dưa với Diệp Vô Tâm liệu có hại nàng hay không. Tâm tư của Diệp Vô Tâm rõ rành rành ra đó, nếu không thì sao nàng lại chủ động tìm mình. Hôm nay mình đi đại hoang, nàng còn đi trước chờ mình, nói là đi đại hoang có việc. Nàng nói vậy, nhưng Dương Bách Xuyên đâu phải trẻ con. Diệp Vô Tâm lườm Dương Bách Xuyên, người nghĩ gì thế? Lần này ta đến đại hoang dưới danh nghĩa gia tộc, thương hội thiên diệp chúng ta và yêu tộc ở đại hoang có quan hệ lợi ích. Lần này ta đại diện cho gia tộc đi gặp một vị yêu vương, chẳng liên quan gì đến ngươi hết, đừng tự mình đa tình. Thật sao? Dương Bách Xuyên nửa tin nửa ngờ. Ngươi nhìn đi, đó là người của thương hội chúng ta chờ ở đây đấy. Diệp Vô Tâm chỉ ra đằng sau. Quả nhiên Dương Bách Xuyên trông thấy một con thuyền phi hành dài hơn mấy trăm mét. Bên trên treo cờ của thương hội Thiên Diệp. Được rồi, vậy, ngươi làm việc của mình đi, ta đi trước. Dương Bách Xuyên không muốn dây dưa với Diệp Vô Tâm quá nhiều vì sợ làm nàng tổn thương tình cảm. Hiện tại hắn bị ảnh hưởng tâm lý trên phương diện tình cảm. Cái chết của Liễu Linh Linh và cảnh ngộ của Bộ Thanh Mai khiến Dương Bách Xuyên nhận ra một điều, có lẽ trở thành người phụ nữ của hắn không phải chuyện tốt. Có thể tránh thì tránh. Nét mặt Diệp Vô Tâm cứng đờ. Nàng tức giậm chân, Dương Bách Xuyên, người quay lại cho ta. Đại tiểu thư à, lại làm sao nữa? Dương Bách Xuyên nhức đầu. Hắn đã từng chứng kiến sự đanh đá của Diệp Vô Tâm, do đó nghe thấy nàng gọi to thì vẫn quay lại vì không muốn chọc giận vị đại tiểu thư ma đầu này. Ta khiến người ghét như vậy sao? Sắc mặt cô gái như thời tiết sa mạc, thay đổi thất thường. Diệp Vô Tâm nói xong liền rưng rưng nước mắt, nàng nhớ nhung tên khốn trước mặt hơn trăm năm. Trước đây nghe nói hắn chết ở thành Yêu Quang, nàng đã khóc một thời gian dài, nhưng nàng không tin hắn đã chết nên tìm hắn rất lâu. Hơn trăm năm qua đi, cuối cùng cũng có tin tức. Khi nàng đi tìm hắn, hắn đã có vợ con, lúc ấy trái tim nàng tan nát. Nhưng sau đó nàng lại nghĩ người tu chân ai mà chả có vài đạo lữ, nàng có thể chấp nhận mấy chuyện này. Nhưng hắn thì sao? Tên khốn này luôn trốn tránh nàng. Diệp Vô Tâm nàng là đại tiểu thư nhà họ Diệp của thương hội Thiên Diệp, có biết bao thanh niên tài tuấn chẳng lọt vào mắt nàng. Thậm chí dưới áp lực cực lớn của gia tộc, nàng đã từ chối hôn ước với thiếu cung chủ Bổ Thiên Cung chính là vì tên khốn này. Nhưng hắn thì sao, vì sao hắn luôn tránh né nàng, không đón nhận nàng. Nghĩ đến những chuyện này, Diệp Vô Tâm tủi thân đến độ hai mắt đỏ hoe. Từ hơn trăm năm trước nàng đã quen biết tên khốn Dương Bách Xuyên này ở thành Tán Tu. Sau chuyến đi đến núi La Phù, trái tim nàng không chứa nổi ai khác. Bây giờ nàng mặt dày đi tìm hắn, vậy mà hắn lại tỏ vẻ ghét bỏ nàng. Lúc này Diệp Vô Tâm rưng rưng nước mắt, cố ép mình không khóc. Nàng nhìn Dương Bách Xuyên, nói thẳng, ngày xưa ngươi đã nói là muốn kết đạo lữ với ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu. Người có giữ lời không? Hích, Dương Bách Xuyên kinh ngạc, đại tiểu thư à, đó chỉ là lời nói đùa thôi, người tưởng thật à? Lúc đó người còn bắt ta làm nô lệ đấy. Ta tưởng thật suốt 128 năm.
Diệp Vô Tâm nói. Ta, Dương Bách Xuyên không biết biết đáp lời thế nào, lòng rối như tơ vò. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Nhất thời hai người đều im lặng. Dương Bách Xuyên rối rắm không biết bây giờ nên làm thế nào. Cái chết của Liễu Linh Linh và cảnh ngộ của Bộ Thanh Mai đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng hắn. Trong đầu hắn vang lên câu nói của sư phụ, nhóc con, nhược điểm của con là tình cảm, sớm muộn gì con cũng té ngã ở phương diện này. Chính vì thế, bây giờ trên phương diện tình cảm, Dương Bách Xuyên trốn được liền trốn. Hắn biết tiếp xúc thêm một người có lẽ sẽ hại người hại mình. Trong không gian tĩnh lặng, Diệp Vô Tâm lên tiếng. Thương hội chúng ta sẽ đến nơi cách đại hoang 3 vạn dặm, người ngồi thuyền bay cùng chúng ta đi. Đừng lo, ta sẽ không làm phiền ngươi đâu. Vượt qua đại hoang và địa hạt đại sơn có một luồng khí thiên địa, đi một mình không dễ. Ta đâu có ăn được ngươi, ngươi không đi thì đừng hối hận. Nói xong Diệp Vô Tâm xoay người rời đi, nhưng Dương Bách Xuyên không nhìn thấy khoảnh khắc nàng quay đi, nước mắt đã giàn giụa. Dương Bách Xuyên đứng sững ra đó, đột nhiên trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn cũng xoay người rời đi, nhưng đi ngược hướng với Diệp Vô Tâm. Khi đi qua một tiệm ăn, bên tai vang lên tiếng hát của cặp hát rong một già một trẻ. Nhiều tình nhiều nghĩa nhiều hồng nhan, không thể phụ tình nợ nghĩa. Tu chân tùy tâm thái, luyện tình luyện tâm luyện đại đạo. Dương Bách Xuyên bước đi chậm chậm, tiếng hát rong văng vẳng bên tai. Lòng rối như tơ vò, hắn đi được hơn 100 mét thì đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm một mình, con mẹ nó sư phụ đã nói tu tâm là tùy tâm tùy tính, nếu lúc nào cũng sợ bóng sợ gió thì tu chân gì nữa. Mình vấn đạo chính là vấn tâm. Dứt lời Dương Bách Xuyên xoay người đi tới thuyền phi hành của Thương hội Thiên Diệp. Được người ta thích là một niềm hạnh phúc, Diệp Vô Tâm còn không sợ thì một người đàn ông như hắn sợ cái gì. Cùng lắm thì hắn dùng nửa đời sau bảo vệ người mình yêu. Dương Bách Xuyên nhớ lại ánh mắt hồi nãy của Diệp Vô Tâm lúc quay đi, trái tim chợt run rẩy, sao còn không hiểu chứ. Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn định bụng đuổi theo Diệp Vô Tâm. Họ Dương hắn muốn đi con đường bá đạo, theo đuổi vấn đạo tùy tâm. Khi Dương Bách Xuyên đến trước thuyền phi hành của Thương hội Thiên Diệp thì đã không thấy bóng dáng Diệp Vô Tâm đâu. Hắn nghĩ nàng đã lên thuyền phi hành, mà liên tục có người lên thuyền phi hành của Thương hội Thiên Diệp. Dương Bách Xuyên biết thuyền phi hành của Thương hội Thiên Diệp cũng là một hạng mục kiếm tiền. Con thuyền phi hành này lớn hơn con thuyền phi hành hắn ngồi năm xưa, dài 900 mét, có 3 tầng. Mặc dù Đại Hoang là địa bàn của yêu tộc, nhưng thế giới này vẫn do nhân tộc làm chủ. Vô số thiên tài địa bảo và các loại yêu tu phi cầm trong Đại Hoang là những thứ người tu chân thích nhất. Không ai dám đi vào sâu trong Đại Hoang, nhưng đi mạo hiểm ở rìa Đại Hoang thì vẫn được. Vì vậy hàng ngày có rất nhiều người tu chân đến Đại Hoang trải nghiệm mạo hiểm. Vé thuyền của Thương hội Thiên Diệp cực kỳ đắt đỏ, nhưng với Dương Bách Xuyên thì chút linh thạch này không đáng kể. Lúc hắn chuẩn bị mua vé thuyền, Diệp Vô Tâm phái người đến trực tiếp dẫn hắn lên thuyền phi hành. Và vẫn lên tầng cao nhất dành cho khách quý như năm xưa. Trước cửa sổ của một căn phòng nào đó trên tầng thứ 3 của thuyền phi hành, Diệp Vô Tâm nhìn Dương Bách Xuyên lên thuyền bằng ánh mắt phức tạp, sau đó rời mắt. Hiện giờ nàng rất hận Dương Bách Xuyên. Trước đó, vào khoảnh khắc Dương Bách Xuyên xoay người rời đi, trái tim nàng đang rỉ máu. Bây giờ Dương Bách Xuyên quay lại, mặc dù nàng cho người dẫn hắn lên thuyền phi hành, nhưng trong lòng vẫn nghĩ nhất định là hắn chỉ ngồi thuyền phi hành mà thôi. Cốc cốc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vào đi. Diệp Vô Tâm lên tiếng. Cửa mở ra, một thị nữ đi vào, thưa tiểu thư, thiếu cung chủ của Bổ Thiên Cung mời tiểu thư qua đó, nói là người của mấy thế lực lớn đã tới đông đủ, mời tiểu thư đến cùng bàn bạc chuyện tiến vào đại hoang lần này. Ta biết rồi, người đi trước đi, ta theo sau. Diệp Vô Tâm gật đầu. À phải rồi tiểu thư, Dương Bách Xuyên. Người mà ngài dặn dò dẫn lên thuyền phi hành, nói muốn gặp ngài. Thị nữ nhớ ra chuyện này liền bổ sung. Diệp Vô Tâm nói, tạm thời sắp xếp cho hắn một căn phòng nghỉ ngơi, không được sơ suất. Hãy nói là ta có việc phải xử lý. Chấm chấm chấm. Dương Bách Xuyên cứ tưởng Diệp Vô Tâm sẽ gặp mình, kết quả người ta trả lời là đang bận. Điều này khiến hắn hơi chán nản, thầm cười khổ, xem ra mình đã đắc tội đại tiểu thư rồi.
hắn hờ hững đi theo thị nữ tới phòng trên thuyền phi hành nghỉ ngơi. Khi Dương Bách Xuyên theo thị nữ đi ngang qua một khúc rẽ, hắn trông thấy trong một căn phòng có rất nhiều người, hơn nữa còn đúng lúc trông thấy Diệp Vô Tâm đi vào. Trong cảm giác của hắn, dường như khí tức của những người này không yếu. Hắn không kìm được hỏi thị nữ, những người kia là ai? Thị nữ thấy Dương Bách Xuyên là vị khách mà tiểu thư nhà mình dặn dò phải chăm sóc, cho nên nàng ta không giấu giếm, lập tức trả lời, tất cả đều là nhân vật thiên tài thuộc các thế lực đứng đầu Sơn Hải giới. Họ bàn chuyện tiến vào một động phủ của cổ yêu vương trong đại hoang. Người dẫn đầu là thiếu cung chủ của Bổ Thiên Cung, cũng là người đứng đầu thế hệ trẻ Quan Thiên Ngạo, còn là vị hôn phu tương lai của tiểu thư nhà ta. Khi thị nữ nói tới Quan Thiên Ngạo, giọng điệu tràn đầy sùng bái. Nhưng Dương Bách Xuyên lại ngửi thấy mùi bất thường. Nghe chừng tên Quan Thiên Ngạo chó má gì đó là vị hôn phu của Diệp Vô Tâm. Người nói Quan Thiên Ngạo là vị hôn phu của Diệp Vô Tâm ư? Nàng có hôn ước rồi sao? Dương Bách Xuyên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đúng vậy, nghe nói khi tiểu thư nhà ta còn nhỏ, lão hội trưởng và cung chủ Bổ Thiên Cung đã quyết định hôn ước. Không biết tiểu thư nhà ta nghĩ thế nào, có vẻ như nàng không thích Quan Thiên Ngạo. Quan Thiên Ngạo là người nổi bật, tiểu thư nhà ta là thiếu hội trưởng của thương hội lớn nhất, lâu đời nhất Sơn Hải giới. Nếu hai người kết đạo nữ thì đúng là giai thoại. Nghe thị nữ lại nhảy. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, dứt khoát không nghỉ ngơi nữa. Hắn đã nghĩ thông suốt và quay lại tìm Diệp Vô Tâm, vậy thì làm sao có thể từ bỏ. Thoát cái hắn đã xuất hiện trước của phòng họp. Mà chớp mắt một cái thị nữ đã không thấy Dương Bách Xuyên đâu, tìm khắp nơi mới thấy hắn đã đi đến đại sảnh phòng họp. Nàng ta lập tức sợ hết hồn, phải biết rằng những người ngồi trong đó đều là người xuất sắc trong lứa thanh niên của các thế lực siêu cấp trên khắp Sơn Hải giới. Dương Bách Xuyên tùy tiện qua đó chẳng phải là gây thêm phiền phức cho tiểu thư sao? Nghĩ đến đây, thị nữ vội vàng đuổi theo. Lúc này tên họ Dương nào đó đã tươi cười đi vào đại sảnh phòng họp trên thuyền phi hành. Hắn biết mình không quen vị thiên tài nào ở đây cả, nhưng hắn vẫn đi vào bởi vì trong lòng khó chịu. Tự dưng mọc ra một tên thiếu cung chủ của Bổ Thiên Cung gì đó, lại còn là vị hôn phu của Diệp Vô Tâm. Đùa gì thế? Hắn tính toán muốn đi quấy rối, hay nói chính xác hơn là đi xem tình huống thế nào. Dù sao Diệp Vô Tâm cũng ở đây, nơi này là thuyền phi hành của Thương hội Thiên Diệp, xông vào thì xông vào thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Trong mắt hắn, những người được gọi là thiên tài này chẳng là cái thá gì, hắn chỉ muốn đi xem thử mà thôi. Ngươi là ai? Ai cho ngươi vào đây? Đi ra ngoài. Dương Bách Xuyên vừa bước vào đại sảnh. Tức thì một tiếng quát vang lên. Dương Bách Xuyên bị quát nhưng không giận chút nào, chỉ khẽ mỉm cười bảo tại hạ là Dương Bách Xuyên. Cửa không đóng, và lại các vị có thể tới, vì sao ta không thể tới? Trong phòng có 6 người gồm 2 nữ 4 nam, Diệp Vô Tâm cũng nằm trong số đó. 6 người ngồi xếp bằng, trên cùng là một thanh niên mặc đồ đen, xem ra là người đứng đầu trong 6 người này. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên cảm nhận được người này có tu vi cảnh giới phân thần sơ kỳ, nếu hắn không đoán sai thì chắc là Quan Thiên Ngạo của Bổ Thiên Cung. Mọi người khắp Sơn Hải giới đều biết thế lực đứng đầu ngoài sáng chính là Bổ Thiên Cung. Thanh niên mặc đồ đen có vẻ ngoài 27-28 tuổi, Dương Bách Xuyên đoán là người của Bổ Thiên Cung. Về phần 5 người còn lại, ngoài Diệp Vô Tâm ra còn một cô gái khác. Cô gái này cũng là cảnh giới phân thần sơ kỳ. Nàng ngồi cùng Diệp Vô Tâm. Xem ra quan hệ không tệ, cũng là một mỹ nhân hàng đầu. Thanh niên đầu trọc quát Dương Bách Xuyên mặc chiến giáp vàng, đôi mắt to như mắt trâu, tu vi đang ở cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn nhưng khí tức mạnh hơn các tu sĩ cùng cảnh giới mà Dương Bách Xuyên từng gặp. Người ngồi bên dưới gã đầu trọc là một chàng trai ăn mặc rách dưới như ăn mày, tay bưng hồ lô rượu uống một mình, dáng vẻ híp mắt say quắc cần câu. Dương Bách Xuyên thấy vậy thì không để ý nữa. Thoạt nhìn đối phương chỉ là cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn, nhưng lại mang đến cho Dương Bách Xuyên hơi thở nguy hiểm. Hai người khác là cặp sinh đôi, thân hình mập mạp. Hai người ngồi trông như hai núi thịt, một người mặt lạnh như tiền, có vẻ nghiêm túc, người kia thì trái ngược, nếu không có tóc thì chẳng khác gì Phật Di Lặc sống sờ sờ. Cặp sinh đôi này đều có cảnh giới tu vi xuất khiếu đại viên mãn, xem ra tu vi khí tức yếu nhất trong mấy người. Dương Bách Xuyên tùy tiện đi vào, ngoài thanh niên đầu trọc quát to, mấy người khác đều đang quan sát hắn.
Trong mắt bọn họ, Dương Bách Xuyên là tu vi cảnh giới phân thần sơ kỳ, vì vậy lần này bọn họ không có hành động gì bất thường. Nếu là người khác thì bọn họ đã ra tay đánh bay ra ngoài từ lâu rồi. Diệp Vô Tâm ngây ra một lúc rồi đứng dậy hỏi, sao ngươi lại chạy đến đây? Ta tới tìm ngươi nói chuyện, các ngươi đang bận à? Tên họ Dương nào đó biết rõ rồi còn hỏi, sau đó hắn giả ngu, không có việc gì đâu, các ngươi nói tiếp đi, cứ coi như ta không tồn tại. Ta chờ các ngươi nói xong. Hắn vừa dứt lời, năm người khác đều thay đổi sắc mặt. Thằng nhãi này ngu ngốc hay là muốn gây rối thế? Diệp Vô Tâm cũng cười bất đắc dĩ, đang định nói chuyện với Dương Bách Xuyên thì thanh niên mặc áo đen ngồi trên cùng đã lên tiếng. Vô Tâm, vị huynh đệ này là ai vậy? Sao không giới thiệu cho chúng ta? Hắn ta nở nụ cười, lời nói hòa nhã, gọi Vô Tâm vô cùng thân thiết. Nhưng lọt vào tai Dương Bách Xuyên thì có phần u ám. À, hắn là bạn của ta, tên là Dương Bách Xuyên. Diệp Vô Tâm thoáng khựng lại giây lát rồi mới giới thiệu cho Dương Bách Xuyên. Bách Xuyên, vị này là Quan Thiên Ngạo, thiếu cung chủ của Bổ Thiên Cung. Nàng chỉ vào thanh niên mặc đồ đen ngồi trên cùng. Tiếp đó, nàng nhìn cô gái mặc đồ trắng hệt như nàng tiên ở bên cạnh, vị này là Hạ Thiền, đồ đệ số 1 của cung chủ thần cung Băng Tuyết. Vị này là Lâu Mãn núi thần binh, cung thủ dãy Vân Vụ, hai huynh đệ Thạch Sơn và Thạch Thủy thuộc Song Thiên Môn. Tất cả đều là thiên tài trẻ tuổi của các thế lực siêu nhiên ở Sơn Hải giới. Dương Bách Xuyên ghi nhớ tên của từng người, thầm nghĩ quả nhiên Sơn Hải giới không đơn giản như bề ngoài. Diệp Vô Tâm dùng hai chữ siêu nhiên đã đủ để chứng minh những thế lực này mới là thế lực đứng đầu Sơn Hải giới. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên bất ngờ là hắn gặp được người mình muốn tìm, Hạ Thiền của thần cung Băng Tuyết. Khi xưa, trong sơn động của Hầu Đậu Đậu ở quê, hắn nhận được truyền thừa của Tư Không Nguyên, người tu chân đến từ Sơn Hải giới. Nhưng một sợi thần hồn của Tư Không Nguyên chỉ đưa ra một yêu cầu là nếu như sau này hắn có thể tới Sơn Hải giới thì hãy tìm một cô gái tên Hạ Thiền của thần cung Băng Tuyết, chuyển tới nàng một câu. Bây giờ cô gái bên cạnh Diệp Vô Tâm không chỉ là người của thần cung Băng Tuyết, mà còn tên là Hạ Thiền. Tuy tu vi của mấy người không tệ, cũng được coi là nhân vật thiên tài, nhưng Dương Bách Xuyên không quan tâm. Hắn của hiện tại coi thường thực lực của những thiên tài này. Diệp Vô Tâm giới thiệu những người khác, Dương Bách Xuyên chỉ lễ phép gật đầu xem như chào hỏi. Chỉ có Hạ Thiền của thần cung Băng Tuyết là tên họ Dương nào đó mỉm cười đáp lại. Dương Bách Xuyên nên gọi Hạ Thiền là sư tỷ, bởi vì theo như thần hồn của Tư Không Nguyên nói hồi ấy, Hạ Thiền hẳn là con gái của Tư Không Nguyên. Theo lời kể của Tư Không Nguyên, ông ấy đến trái đất để tìm thiên tài địa bảo cho mẹ của Hạ Thiền giải độc, nhưng bị kẻ thù phát hiện, thế rồi bị thương nặng, bỏ mạng ở trái đất. Năm xưa Dương Bách Xuyên gặp được Tư Không Nguyên trong sơn động của Hầu Đậu Đậu ở quên là cơ duyên của hắn. Hắn nhận được công thức luyện đan và kinh nguyên thần mà Tư Không Nguyên để lại. Mặc dù hiện tại công pháp và công thức luyện đan đều là đồ cấp thấp trong mắt hắn, nhưng chắc chắn là chúng đã trợ giúp cho hắn rất nhiều. Dương Bách Xuyên và Tư Không Nguyên không có danh phận sư đồ, nhưng hắn thật sự đã nhận được truyền thừa của Tư Không Nguyên, có thể nói là có ơn truyền dạy. Vì vậy hắn gọi Hạ Thiền là sư tỷ cũng không sai. Năm đó Tư Không Nguyên dặn dò Dương Bách Xuyên nói với Hạ Thiền là ông ấy có lỗi với mẹ con họ, cũng bảo Hạ Thiền đừng báo thù. Điều này chứng tỏ kẻ thù hại mẹ con Hạ Thiền rất mạnh. Dương Bách Xuyên đến Sơn Hải giới 2 lần. Lần đầu tiên thực lực quá thấp, có rất nhiều nơi hắn không dám tới. Lần thứ 2 đến Sơn Hải giới, hắn không còn e sợ, nhưng lại quên mất chuyện này. Nếu không phải hôm nay nghe thấy Diệp Vô Tâm giới thiệu Hạ Thiền, khiến hắn nhớ ra chuyện Tư Không Nguyên dặn dò, thì hắn đã quên thật rồi. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng không chắc chắn Hạ Thiền trước mặt có phải người mà Tư Không Nguyên bảo hắn tìm hay không. Dù sao chuyện đã qua nghìn năm rồi, cho dù cô gái trước mặt đúng là người Tư Không Nguyên bảo hắn tìm, cũng không biết nàng còn nhớ mình có một người cha tên là Tư Không Nguyên hay không. Có điều Dương Bách Xuyên đã hứa với Tư Không Nguyên thì hắn nhất định phải hoàn thành. Dù sao cũng phải hỏi mới biết được, mà xem ra hiện giờ 6 người Diệp Vô Tâm đang có chuyện quan trọng, ở đây đông người hắn không tiện hỏi. Vì vậy hắn lướt qua những người khác, nở nụ cười thiện chí với Hạ Thiền. Nhưng hắn cười với Hạ Thiền lại chọc giận Diệp Vô Tâm. Nàng thầm mắng Dương Bách Xuyên là đồ khốn. Bản tiểu thư gọi Dương Bách Xuyên ngươi mà ngươi không để ý tới ta, bây giờ lại cười với Hạ tỷ tỷ.
Điều này khiến Diệp Vô Tâm ghen lồng lộn, lạnh lùng hừ mũi, nếu ngươi không có việc gì thì đi nghỉ ngơi trước đi, có việc thì nói sau. Dương Bách Xuyên nghe tin Diệp Vô Tâm có vị hôn phu, vốn đã vô cùng khó chịu. Bây giờ nghe thấy Diệp Vô Tâm hừ lạnh, hơn nữa Hạ Thiền đang ở đây, hắn nghĩ thôi thì giữ thể diện cho 6 người Diệp Vô Tâm vậy. Trước đó hắn đi vào cũng không nghĩ nhiều, bây giờ tỉnh táo lại vẫn chưa muộn. Thôi vậy, để lát nữa hỏi chuyện là được. Dù sao đây cũng là thuyền phi hành của Thương hội Thiên Diệp, hắn làm ầm lên sẽ khiến Diệp Vô Tâm mất mặt, đó không phải điều hắn muốn thấy. Và lại giọng điệu của Diệp Vô Tâm tự dưng lạnh lùng làm hắn không hiểu ra sao, đồng thời còn hơi khó chịu. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên rời đi thì hơn. Dương Bách Xuyên không biết rằng Diệp Vô Tâm đang ghen. Hắn gật đầu bảo, được, các ngươi bàn chuyện, một người ngoài như ta không tiện ở lại. Lát nữa nói sau vậy. Nói rồi Dương Bách Xuyên xoay người toan rời đi, nhưng Quan Thiên Ngạo lại cất lời, Dương Huynh xin dừng bước. Quan Thiên Ngạo lên tiếng làm mấy người trong phòng sửng sốt, nhưng ngay sau đó mấy người lại nhìn nhau cười. Giữa Quan Thiên Ngạo và Diệp Vô Tâm có hôn ước, ai cũng biết chuyện này. Dương Bách Xuyên lỗ mãng xông vào phòng nói thẳng là tìm Diệp Vô Tâm, giọng điệu thân thiết. Điều này khiến Quan Thiên Ngạo giận dữ. Hắn ta là thiếu cung chủ của Bổ Thiên Cung, thế lực đứng đầu Sơn Hải Giới. Thật ra hắn ta chỉ hận không thể đập chết Dương Bách Xuyên. Mấy người ở đây đều là thiên tài cùng lứa, Quan Thiên Ngạo cũng có sự kiêu ngạo của mình, hắn ta không nông cạn đến mức trở mặt với Dương Bách Xuyên. So với hắn ta, Dương Bách Xuyên chỉ là một tên tép diêu. Mặc dù hắn ta thấy Dương Bách Xuyên có thực lực cảnh giới phân thần sơ kỳ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hắn ta đường đường là thiếu cung chủ Bổ Thiên Cung, hắn ta đi đến đâu, các nhân vật cấp bậc tông chủ tông môn đều khách khí xem hắn ta là thượng khách. Cần gì phải so đo với Dương Bách Xuyên. Nhưng Quan Thiên Ngạo tuyệt đối không phải một người rộng lượng. Đột nhiên trong đầu hắn ta nảy ra một ý tưởng có thể bẫy chết Dương Bách Xuyên, cũng có thể xả giận. Hắn ta xuất thân từ Bổ Thiên Cung, còn là thiếu cung chủ của Bổ Thiên Cung, làm việc không thể để lộ mặt xấu, nhưng tuyệt đối không phải người rộng lượng, nhất là trên phương diện nữ nhân. Con mẹ nó tên Dương Bách Xuyên này dám cắm sừng cho thiếu cung chủ Bổ Thiên Cung. Nếu dễ dàng bỏ qua cho Dương Bách Xuyên thì hắn ta không phải là Quan Ngạo Thiên nữa. Dương Bách Xuyên ngoảnh đầu hỏi, hả, ngươi là, ai nhỉ, chẳng hay ngươi có gì chỉ dạy, chắc chắn là tên họ Dương nào đó, cố ý quên. Nói xong hắn còn bổ sung một câu, xin lỗi, trí nhớ của ta không tốt, vừa rồi ta không nhớ tên của các hạ. Phụt. Phụt. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền không nhịn được phì cười, thầm nghĩ Dương Bách Xuyên quá hài hước. Nhưng đồng thời các nàng cũng lo lắng cho Dương Bách Xuyên. Các nàng biết Quan Ngạo Thiên là hạng người gì, Dương Bách Xuyên làm vậy tuyệt đối là đang vả vào mặt Quan Ngạo Thiên, hơn nữa còn là kiểu vả bôm bốp. Diệp Vô Tâm thầm lo lắng, mắng Dương Bách Xuyên không biết làm loạn cái gì. Chàng trai ăn mặc như ăn mày rừng uống rượu. Mắt say mơ màng nhìn Dương Bách Xuyên. Cặp song sinh như núi thịt cười ha hả. Chỉ có tên đầu chọc mặc chiến giáp vàng nổi giận đùng đùng. Dương Bách Xuyên còn nhớ Diệp Vô Tâm giới thiệu hắn ta là lâu mãn của núi thần binh gì đó. Tên này là tay sai của Quan Ngạo Thiên. Hắn ta lại nổi giận với Dương Bách Xuyên một lần nữa, tên ăn mày nhà ngươi từ đâu tới. Hỗn láo với thiếu cung chủ, ngươi chán sống rồi. Ánh mắt Dương Bách Xuyên trở nên lạnh lẽo. Hắn giơ thủ cốt tay phải lên, dậm chân giáng một đấm vào đầu thanh niên đầu chọc tên lâu mãn. Ta là ăn mày thì trong mắt ta, ngươi còn chẳng bằng ăn mày. Trong lúc ra tay, Dương Bách Xuyên hừ lạnh, nói thật là ngay từ đầu hắn đã chẳng để mấy thiên tài ở đây vào mắt. Đối với hắn mà nói, thiên tài cũng chỉ để treo lên đánh mà thôi. Tên lâu mãn núi thần binh này đã khiêu khích hắn hai lần, khiến lửa giận bùng lên trong lòng tên họ Dương nào đó. Bây giờ tên họ Dương nào đó nổi giận rất đáng sợ. Một đấm vung ra, thủ cốt tay phải chính là sức mạnh thuần túy. Cho dù tên đầu chọc có khí thức mạnh mẽ không giống người thường đi chăng nữa, thì trong mắt Dương Bách Xuyên, hắn ta cũng chỉ là một tu sĩ cảnh giới xuất khiếu mà thôi. Còn kiêu ngạo được nữa không? Lòng kiêu ngạo của anh đây còn lớn hơn các ngươi. Thấy Dương Bách Xuyên ra tay, lâu mãn núi thần binh hừ lạnh, cũng vung quyền đỡ.
Hắn ta được ca ngợi là chiến thần núi thần binh đời tiếp theo, không phải là chưa từng chém giết cao thủ cảnh giới phân thần. Trong mắt hắn ta, Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ cảnh giới phân thần sơ kỳ hết sức bình thường mà thôi. Tu sĩ cảnh giới phân thần vô danh tiểu tốt thế này, hắn ta có thể giết một tá. Bộp. Giác. Á. Tuy nhiên, khi một quyền của Lâu Mãn đụng độ Dương Bách Xuyên, hắn ta lập tức hối hận. Sức lực của đối phương mạnh hiếm thấy, Lâu Mãn biết là mình đã đụng phải tấm sắt cứng, nhưng lúc này có hối hận cũng muộn rồi. Một luồng sức mạnh khổng lồ thông qua nắm đấm vọt vào trong đan điền của Lâu Mãn. Điều quan trọng là sức mạnh của Dương Bách Xuyên quá bá đạo, hắn ta không loại bỏ được. Lúc này hối hận thì đã muộn. Vốn dĩ Lâu Mãn muốn dẫm đạp Dương Bách Xuyên để nịnh bợ Quan Ngạo Thiên của Bổ Thiên Cung. Lần này thì hay rồi, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lâu Mãn bị một đấm của Dương Bách Xuyên đánh cho hộc máu, chân khí trong cơ thể cuộn trào, không còn sức chiến đấu. Lúc này hắn ta phải lo lắng về luồng chân khí mạnh mẽ trong cơ thể. May mà sau một đấm đó, Dương Bách Xuyên không đánh kẻ thất thế. Lâu Mãn thở phào nhẹ nhõm, người đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn Dương Bách Xuyên có phần sợ hãi. Chỉ có hắn ta mới biết một đấm của chàng trai tóc trắng kinh khủng nhường nào. Sau này ăn nói sạch sẽ chút, lần này ta nể mặt vô tâm tha cho ngươi một lần, nhớ kỹ không có lần sau đâu. Dương Bách Xuyên cười híp mắt nói. Một đấm đánh bại Lâu Mãn núi thần binh. Trước lời đe dọa trần trụi của Dương Bách Xuyên, Lâu Mãn không dám ho he gì. Hắn ta cúi đầu, vội vàng loại bỏ và luyện hóa luồng chân khí bị Dương Bách Xuyên đánh vào trong cơ thể. Nếu còn chậm trễ, Lâu Mãn sợ đan điền của mình sẽ bị chân khí của Dương Bách Xuyên phá hủy. Hai mắt Diệp Vô Tâm sáng lấp lánh. Hạ Thiền kinh ngạc. Những người khác đều chấn động. Trong đáy mắt Quan Ngạo Thiên lóe lên sát ý. Không ai phát hiện ra. Nhưng Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được, hắn nhìn Quan Ngạo Thiên chằm chằm, đồng thời nở nụ cười nhẹ, giọng điệu không chút khách khí, có việc gì sao? Dương Bách Xuyên nhìn Quan Thiên Ngạo đầy rửng rưng, hỏi một câu có chuyện gì không? Thái độ của hắn khiến Quan Thiên Ngạo vô cùng tức giận, chẳng qua hắn ta không phải người thường, thân là thiếu cung chủ Bổ Thiên Cung, tu vi và trải nghiệm đều không phải thứ người bình thường có thể sánh bằng. Tuy trong lòng đang giận dữ nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, hắn ta hít sâu một hơi nói, Lâu Huynh là người thẳng thắn, cũng không có ác ý, nếu Dương Huynh là bạn của Vô Tâm thì tức là người một nhà, hy vọng ngươi không để trong lòng. Những lời này của Quan Thiên Ngạo đang ẩn ý, Dương Bách Xuyên, ngươi bớt bớt đi được không? Nếu ngươi là bạn của Diệp Vô Tâm, không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật, đừng khiến Diệp Vô Tâm khó xử. Dương Bách Xuyên cười khẩy. Giả vờ không nghe hiểu, khinh khỉnh nói, ta cũng là người thẳng thắn nên mới xuống tay luôn, chắc họ Lâu kia không để bụng đâu nhỉ. Hắn vừa hỏi vừa híp mắt nhìn Lâu Mãn. Đối phương bị một quyền của Dương Bách Xuyên đánh rất ngạo khí rồi, sao còn dám nói một chữ không, vội vàng lắc đầu, không. Không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt, Dương Bách Xuyên ung dung bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Quan Thiên Ngạo lại tức điên lên. Rất muốn ra tay đàn áp Dương Bách Xuyên nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Thứ nhất hắn ta kiêng kỵ thực lực Dương Bách Xuyên bày ra, thứ hai trong lòng Quan Thiên Ngạo còn có tính toán khác, hắn ta thầm cười khẩy, trước tiên cứ để ngươi đắc ý, quay đầu ta sẽ khiến thằng nhóc nhà ngươi khóc lóc xin tha. Nghĩ vậy, Quan Thiên Ngạo cười nói, nếu vậy thì không còn gì tốt hơn, người đến là khách, nếu Dương Huynh đã có thể đến được đây, vậy xem như là cơ duyên của ngươi. Vậy đi. Mấy người chúng ta đang cùng nhau bàn bạc chuyện đi bí cảnh ở Đại Hoang, bây giờ Quan Mỗ thành tâm mời Dương Huynh nhập bọn cùng đến Đại Hoang tìm kiếm cơ duyên, không biết Dương Huynh có hứng thú không? Dứt lời, hắn ta lại làm như lơ đãng bổ sung, à đúng rồi, bí cảnh Đại Hoang là một trong những di tích cổ nổi danh ở Sơn Hải Giới, nghe đồn nơi này là đạo tràng của Đại Yêu Thượng Cổ Thao Thiết. Tất nhiên Thao Thiết không còn tồn tại rồi nhưng bí cảnh Thao Thiết lại cất giữ rất nhiều bí bảo. Trong đó có một loại linh bảo đất trời gọi là cỏ hóa thân, cũng chính là tiên thảo dùng để tu luyện hóa thân. Có nó, tu sĩ phân thần cảnh tu luyện hóa thân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mọi người đều biết, tu sĩ phân thần cảnh có thể tách thần hồn ra để luyện phân thân tinh huyết. Tuy nhiên muốn luyện thành công một phân thân phải trải qua muôn vàn khó khăn, thậm chí có người tốn cả đời cũng chỉ có thể luyện được nhiều nhất một phân thân mà thôi, ở phân thần cảnh sơ kỳ còn chưa chắc có thể luyện được. Nếu có cỏ hóa thân,
độ khó của việc này sẽ được giảm đi đáng kể. Nguyên thần của ai càng mạnh thì đối phương càng có khả năng luyện ra nhiều phân thân. Nếu xét về mặt lý thuyết, thiên phú ngũ hành có thể luyện được 5 phân thân kim mộc thủy hỏa thổ, đáng tiếc ngay cả thiên tài, nhiều nhất cũng chỉ luyện thành 3 hoặc 4 phân thân mà thôi. Chẳng qua có cỏ hóa thân sẽ là có cơ hội luyện thành 5 phân thân, nếu có thể ngưng tụ 5 loại kim mộc thủy hỏa thổ thành công, đó sẽ là tồn tại ngang bằng với cảnh giới vô địch. Quan Mỗ cảm giác thần hồn của Dương huynh khí thế ngút trời, nhất định nguyên thần của ngươi cũng mạnh mẽ vô song, nếu có thể luyện thành 5 đại phân thân thì là chuyện may mắn cỡ nào chứ. Đương nhiên muốn đi vào bí cảnh thao thiết lấy được cỏ hóa thân cũng không phải dễ dàng, nhân tộc chúng ta có thể vào bí cảnh, các thế lực yêu tộc ở Đại Hoàng cũng có thể, bí cảnh thao thiết nguy hiểm trùng trùng. Năm xưa lúc Quan Mỗ còn trẻ đã từng đi rèn luyện với trưởng bối một lần, xem như khá quen thuộc với bí cảnh thao thiết, có thể dẫn đường cho mọi người cùng nhau đi tìm kiếm một phần cơ duyên. Nếu Dương huynh là bạn của Vô Tâm, vậy ngươi cũng là bạn chúng ta, có thể dẫn theo vào bí cảnh thao thiết. Thế nào Dương huynh, ngươi có hứng thú không? Nhìn vẻ mặt đầy chân thành của Quan Thiên Ngạo, đổi thành người khác thì có thể sẽ cảm động thật đấy, có điều Dương Mỗ này là ai chứ? Hắn là người Hoa Hạ đến từ địa cầu, từ nhỏ đã nhìn thấy nhân vật phản diện trong phim truyền hình nhiều hơn Quan Thiên Ngạo vô số lần, sao có thể không rõ tên khốn này đang đào hố cho mình nhảy xuống được? Có lẽ bí cảnh thao thiết trong miệng Quan Thiên Ngạo là thật, cỏ hóa thân liên quan đến việc tu luyện phân thân của tu sĩ phân thần cảnh cũng là thật, thậm chí thuật luyện 5 loại phân thân kim mộc thủy hỏa thổ hắn ta vừa nói cũng không sai nốt. Thế nhưng, Dương Bách Xuyên tin đối phương sẽ tốt bụng như vậy ư? Tốt với một người vừa mới gặp mặt lần đầu đã đánh người mình một trận, thậm chí đối phương còn là bạn khác giới của Diệp Vô Tâm. Dương Bách Xuyên không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được con hàng này đang lừa hắn nhảy vào trong hố. Điều này có thể chứng minh từ phản ứng kế tiếp của những người khác. Người đầu tiên phản đối là Diệp Vô Tâm. Nghe Quan Thiên Ngạo đưa ra lời mời với Dương Bách Xuyên xong, Diệp Vô Tâm ngay lập tức thay đổi sắc mặt, không được, ta phản đối, 6 người chúng ta đều có bí bảo do tông môn ban cho để chống đỡ lực lượng nguyền rủa đến từ pháp tắc trong bí cảnh thao thiết, Dương Bách Xuyên không có. Hắn đi vào quá nguy hiểm. Ta cũng đồng ý với Vô Tâm muội muội, nếu không có bí bảo tông môn chống đỡ, bị lực lượng nguyền rủa trong bí cảnh thao thiết mê hoặc tâm trí sẽ làm hỏng chuyên. Người lên tiếng ngay sau đó là Hạ Thiền. Dương Bách Xuyên nhìn ra, Diệp Vô Tâm đang lo lắng cho hắn, rõ ràng nàng biết bí cảnh thao thiết không tầm thường, mà Hạ Thiền mở miệng là vì khá thân thiết với Diệp Vô Tâm, thuận thế ủng hộ nàng. Trong mắt Lâu Mãn vừa bị hắn tẩn cho một trận lóe qua một tia hưng phấn khó thấy, dường như rất hy vọng hắn sẽ vào bí cảnh thao thiết. Về phần thanh niên ăn mày luôn ôm bình hồ lô uống rượu chỉ làm như vô tình liếc qua Quan Thiên Ngạo và Dương Bách Xuyên một cái, im lặng không nói gì, tiếp tục uống rượu. Hai huynh đệ song sinh Nhục Sơn cũng không đưa ra quan điểm, ánh mắt không ngừng lập lòe, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Trên mặt Quan Thiên Ngạo vẫn giữ ý cười lịch sự như trước. Nghe Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền phản đối thì không nhanh không chậm nói, Vô Tâm, lo lắng của muội và Hạ Thiền dư thừa rồi, đúng là trong bí cảnh thao thiết có lực lượng nguyền rủa nhưng các người không biết, thứ này nhiều nhất chỉ ảnh hưởng đến tu sĩ xuất khiếu cảnh mà thôi, tu vi đạt tới phân thần cảnh thì không bị nhiều. Dù sao ta cũng có ý tốt, về phần có đi hay không thì Dương huynh tự mình quyết định đi, Quan Mỗ ta làm thiếu cung chủ Bổ Thiên Cung cũng hy vọng nhân tộc chúng ta có thể nhiều thêm mấy cường giả trẻ tuổi. Dù sao các người cũng nghe nói rồi đó, yêu tộc Đại Hoang quật khởi, xuất hiện mấy đại yêu trẻ tuổi khó lường, thậm chí nhất tộc Hải Yêu cũng sinh ra một ít yêu tộc tài tuấn thiên phú dị bẩm. Nói cho cùng nhân tộc chúng ta tụt lại phía sau, người bình thường không rõ nhưng hẳn các người phải rõ ràng hơn chứ, mấy nhà chúng ta được xem là thế lực nổi bật trong Sơn Hải giới nên 6 người chúng ta mới được chọn đấy. Đừng quên chuyến đi đến bí cảnh thao thiết lần này có liên quan đến danh sách vào thông đạo thiên trảm. Nếu nhân tộc thua, ngày yêu tộc vùng lên chính là ngày nhân tộc chúng ta suy tàn. Chẳng lẽ các ngươi không hy vọng nhân tộc ta có thêm mấy cường giả, đạt được thứ hạng tốt hơn ở đại hội thiên trảm? Tu vi của Dương huynh là phân thần cảnh nhỉ, tin rằng có hắn gia nhập, chuyến này tới bí cảnh thao thiết có thể giành được nhiều mảnh vỡ thiên trảm hơn. Người khác muốn cũng không có cơ hội như vậy đâu, đây cũng là một lần rèn luyện tu vi đấy, thế này đi, ta cũng không miễn cưỡng. Đi hay không cứ tùy Dương huynh tự quyết định. Ai, chẳng qua bỏ lỡ cơ hội này đúng là tổn thất lớn.
Không được, dù sao ta không đồng ý. Diệp Vô Tâm biết sự nguy hiểm của bí cảnh thao thiết nên vẫn kiên quyết phản đối, nói rồi nàng còn nhìn sang Dương Bách Xuyên, đừng đi. Sự lo lắng và quan tâm của nàng với Dương Bách Xuyên bộc lộ ra hết ngay trước mặt Quan Thiên Ngạo. Cảnh tượng này khiến ngọn lửa nằm sâu trong hai mắt hắn ta càng bốc lên ngùn ngụt, có điều hắn ta không phát tác ra ngoài, phất lờ. Diệp Vô Tâm cười nói với Dương Bách Xuyên nói, Dương huynh, bí cảnh thao thiết quả thật đầy rẫy nguy hiểm, rất nhiều người không dám mạo hiểm cũng là chuyện thường tình. Những lời này của hắn ta chỉ còn chưa nói toẹt ra ngươi là đồ nhát gan, ta khinh thường ngươi thôi. Sao Dương Bách Xuyên có thể không nhìn ra Quan Thiên Ngạo đang dụ dỗ mình? Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường còn biết. Trong lòng hắn thầm nguyền rủa, không phải muốn đào hố à? Được, để ta giúp ngươi một tay, một bí cảnh mà thôi, xem ta là hổ giấy hả, đến lúc đó ai đào hố ai? Hừ hừ, cứ dùng thực lực mà nói chuyện. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, giả vờ ngây ngô ngốc nghếch, tỏ vẻ vô cùng cảm kích Quan Thiên Ngạo, được. Nếu quan huynh để mắt đến ta, cho ta một cơ hội tốt như vậy thì sao Dương Bách Xuyên này có thể bỏ lỡ được chứ? Đúng lúc tu vi của ta cũng vừa đạt tới phân thần cảnh, gần đây đang vất vả luyện phân thân, nếu lấy được cỏ hóa thân, thế chẳng phải là may mắn của ta đấy à? Ha ha ha, tốt tốt tốt, Dương huynh đúng là can đảm, đã như vậy xin Dương huynh cứ yên tâm vào bí cảnh thao thiết, Quan Thiên Ngạo ta sẽ bảo vệ Dương huynh an toàn. Quan Thiên Ngạo cười lớn. Dáng vẻ đại ca nhất định sẽ bảo vệ ngươi, phải nói là cực kỳ chân thành. Dương Bách Xuyên ngươi ngốc hả, bí cảnh thao thiết không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, không có bí bảo hộ thân, vào đó khác gì chịu chết. Diệp Vô Tâm sốt ruột đứng dậy. Dương Bách Xuyên cười hì hì, đối mặt với Diệp Vô Tâm đang nổi giận, hắn không hề lo lắng, bởi vì hắn biết Diệp Vô Tâm có ý tốt. Nhưng càng là như vậy, hắn lại càng giả ngu, không sao đâu mà. Quan huynh có ý tốt. Ta không thể phụ lòng, huống chi ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hắn nói như vậy làm Diệp Vô Tâm tức dậm chân, ngươi. Diệp Vô Tâm dậm chân một cái, dứt khoát tông cửa xông ra ngoài. Hạ Thiền nhìn Dương Bách Xuyên, sau đó liếc nhìn Quan Thiên Ngạo đầy ẩn ý rồi cũng cất bước rời đi. Chỉ có Quan Thiên Ngạo ngày càng cười tươi, hắn ta nhìn Dương Bách Xuyên, thầm cười khẩy trong lòng, thì ra thằng nhãi này không cưỡng nổi cám dỗ, hừ hừ. Dương Bách Xuyên còn cảm ơn Quan Thiên Ngạo, cũng cười tươi rói. Nụ cười trên gương mặt Quan Thiên Ngạo là kiểu cười nham hiểm khi đạt được mưu kế, còn hắn thì lá mặt lá trái. Hai người đều cười híp mắt nhìn đối phương. Nhưng Dương Bách Xuyên lại càng kiên quyết đi bí cảnh thao thiết, bởi vì ánh mắt Quan Thiên Ngạo quá nham hiểm, hắn sợ Diệp Vô Tâm chịu thiệt. Còn bản thân có chịu thiệt hay không, chỉ có mình hắn biết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dương Mỗ này là người sẽ chịu thiệt sao? Tất nhiên không phải, hắn đi cùng mấy người Quan Thiên Ngạo, đến lúc đó ai chịu thiệt, ai chiếm hời là do thực lực quyết định. Sau khi lá mặt lá trái trò chuyện với Quan Thiên Ngạo vài câu, Dương Bách Xuyên mới đắc ý ra khỏi đại sảnh phòng họp. Khi ra cửa, sắc mặt hắn trở nên xa sầm tột độ. Sau đó hắn đi tìm Diệp Vô Tâm, cô nàng này không nói gì với hắn. Càng là như vậy hắn càng không thể để cho Diệp Vô Tâm và Quan Thiên Ngạo đi cùng nhau. Một khi đã quyết định một đời tu chân không phụ hồng nhan, không phụ bản tâm, hắn sẽ cố gắng giành lấy. Thế lực siêu nhiên chó má gì đó, thiếu cung chủ Quan Thiên Ngạo gì đó, dám động vào người phụ nữ của Dương Mỗ này, dám gài bẫy ngáng chân hắn, vậy thì chuẩn bị bị hắn chém giết đi. Chấm chấm chấm. Dương Bách Xuyên đi tới bên ngoài căn phòng của Diệp Vô Tâm. Có thị nữ canh cửa, hắn nhờ thị nữ thông báo. Kết quả là Diệp Vô Tâm hầm hừ tức giận nói một câu, không gặp. Dương Bách Xuyên cười khổ, sau đó nghiêng người đẩy cửa phòng ra. Ôi ôi ôi, ngươi không được vào. Thị nữ hét to, nhưng làm sao có thể ngăn cản Dương Bách Xuyên. Trong tiếng hét to của thị nữ, Dương Bách Xuyên đã đứng trong sảnh tiếp khách trong phòng của Diệp Vô Tâm. Tiểu Vũ lui ra đi. Diệp Vô Tâm thấy Dương Bách Xuyên xông vào, bèn xua tay với thị nữ, đồng thời trợn mắt chừng Dương Bách Xuyên rồi quay mặt đi. Sau khi vào phòng, Dương Bách Xuyên thoáng sửng sốt, không ngờ Hạ Thiền cũng đang ở đây. Trông thấy Dương Bách Xuyên, Hạ Thiền gật đầu mỉm cười chào hỏi. Dương Bách Xuyên vốn định đi tìm Hạ Thiền hỏi thăm, hoàn thành lời nhắn nhủ của Tư Không Nguyên. Bây giờ thật trùng hợp, Diệp Vô Tâm quay mặt đi không để ý tới hắn,
đúng lúc hắn có thể nói chuyện với Hạ Thiền. Dương Bách Xuyên chắp tay, trịnh trọng nói, bái kiến sư tỷ. Dương Bách Xuyên trịnh trọng như vậy làm Hạ Thiền sững sờ, lại càng kinh ngạc bởi tiếng sư tỷ của hắn. Phải biết rằng cách xưng hô sư tỷ sư đệ không thể gọi bừa. Có thể xưng hô như vậy thì ít nhiều gì cũng có chút quan hệ. Dương, sư đệ khách sáo rồi, chẳng hay. Dương Bách Xuyên trịnh trọng như vậy, nàng không thể thất lễ, nhưng lúc đáp lời nàng nhìn đối phương bằng ánh mắt nghi ngờ, ý là chúng ta thì có quan hệ gì. Lúc này Diệp Vô Tâm cũng nghi ngờ, bất giác quay đầu nhìn hai người, thầm mắng trong lòng, Dương Bách Xuyên ngươi giỏi lắm. Ngươi không nói ra được nguyên nhân thì chính là đùa giỡn Hạ tỷ tỷ. Đúng là đồ dê xồm. Đôi mắt đẹp nhìn Dương Bách Xuyên càng thêm tức giận, nàng cho rằng tên họ Dương nào đó đã bị gương mặt xinh đẹp của Hạ Thiền hấp dẫn. Dương Bách Xuyên liếc thấy ánh mắt như phóng lửa của Diệp Vô Tâm, nhưng cũng mặc kệ nàng. Về nghi vấn của Hạ Thiền, đương nhiên hắn sẽ trả lời. Hạ sư tỷ không cần nghi ngờ, khả năng cao là tiểu đệ và Hạ sư tỷ có quan hệ đấy. Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói. Ồ, vậy là sao? Hạ Thiền hỏi. Dương Bách Xuyên nhìn Hạ Thiền và nói, xin hỏi Hạ sư tỷ là Hạ Thiền, đệ tử của thần cung băng tuyết phải không? Phí lời, chẳng phải lúc trước ta đã giới thiệu cho ngươi rồi sao? Hạ tỷ tỷ chính là đại đệ tử của cung chủ thần cung băng tuyết, ta còn có thể lừa ngươi chắc. Diệp Vô Tâm không nhịn được lên tiếng. Ngươi đừng ngắt lời, ta cần chứng thực một chuyện. Lúc này tên họ Dương nào đó rất bá đạo. Diệp Vô Tâm giận đến nỗi miệng méo sạch, nhưng vẫn ngoan ngoãn im miệng trước ánh mắt bá đạo của tên họ Dương nào đó. Hạ Thiền cũng nghiêm túc trả lời, đúng vậy. Dương Bách Xuyên hỏi tiếp, Hạ sư tỷ có biết một người tên là Tư Không Nguyên không? Hắn vừa dứt lời, Hạ Thiền vốn dịu dàng nho nhã lập tức bùng nổ khí thế, mặt biến sắc, ngươi có biết hắn ở đâu không? Mau nói cho ta. Trong lúc nói chuyện nàng đột nhiên áp sát lại, gần như là mặt kề mặt. Hạ Thiền lộ ra khí tức cường đại khiến Dương Bách Xuyên chấn động. Hắn trầm ngâm như có điều suy nghĩ, không tiếp tục hỏi Hạ Thiền nữa mà liếc nhìn phía sau mình, sau đó thản nhiên lùi lại một bước rồi nhìn Hạ Thiền, xem ra ta tìm đúng người rồi. Mời Hạ sư tỷ trả lời ta trước, ngươi và Tư Không Nguyên có quan hệ gì, ta sẽ nói cho ngươi biết hắn ở đâu. Hắn, Tư Không Nguyên là phụ thân của ta. Hạ Thiền run rẩy đáp. Hạ tỷ tỷ, chẳng phải tỷ họ Hạ sao? Nếu là phụ thân của tỷ thì tỷ phải là họ Tư không chứ? Diệp Vô Tâm thắc mắc xen lời. Ta họ Hạ theo mẫu thân của ta, Hạ Thiền nói. Đại tiểu thư, ngươi đừng ngắt lời ta được không? Dương Bách Xuyên nghẹn lời, trợn mắt. Ồ, ta không nhịn được, các ngươi tiếp tục đi. Lúc này Diệp Vô Tâm đã quên giận Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nói tiếp, vậy thì đúng rồi, Tư Không Nguyên đã qua đời, hắn. Tiếp theo, Dương Bách Xuyên 1 năm 1 mười kể lại cho Hạ Thiền chuyện năm xưa hắn gặp tàn hồn của Tư Không Nguyên cùng lời nhắn nhủ. Sau khi nói xong, hắn lật tay lấy chiếc châm cài tóc năm xưa Tư Không Nguyên để lại rồi đưa cho Hạ Thiền. Hạ Thiền nhận châm cài tóc, nước mắt tuôn như mưa, khóc nức nở. Diệp Vô Tâm an ủi nàng hồi lâu, nàng mới lẩm bẩm kể lại chuyện của cha nương mình. Thì ra mẫu thân của Hạ Thiền là một đệ tử bình thường của thần cung băng tuyết, mà Tư Không Nguyên lại thuộc dòng chính của một gia tộc lớn mạnh, còn mạnh hơn thần cung băng tuyết hồi ấy. Hai người đã yêu nhau trong chuyến du lịch, nhưng gia tộc của Tư Không Nguyên phản đối, tới lui lui cuối cùng mẫu thân của Tư Không Nguyên trực tiếp ra tay cản trở, dùng độc pháp đánh mẫu thân của Hạ Thiền bị thương nặng. Cụ thể là trong đó có ân oán gì, Hạ Thiền cũng chỉ biết nửa vời. Nhưng nàng từng nghe mẫu thân nói phụ thân biết bà trúng độc là do mẫu thân của mình hạ độc, phụ thân đã cắt đứt quan hệ với gia tộc, bỏ nhà đi tìm thuốc giải cho mẫu thân của Hạ Thiền. Nhưng mà sau chuyến đi này, ông ấy không trở lại, mẫu thân của nàng cũng đã qua đời. May mà từ nhỏ Hạ Thiền đã bộc lộ thiên phú tu luyện, được cung chủ thần cung băng tuyết nhận làm đệ tử, xem như có chỗ dựa. Nhưng hơn nghìn năm qua Hạ Thiền đều hận phụ thân của mình, lại càng hận gia tộc của phụ thân. Hay nói chính xác hơn là lão tổ tông của gia tộc Tư Không tức bà nội của nàng. Bao năm qua nàng khắc khổ tu luyện như vậy chính là để giết bà nội báo thù cho mẫu thân. Nếu hôm nay Dương Bách Xuyên không nói ra tung tích của phụ thân Tư Không Nguyên, thì nàng sẽ hận phụ thân cả đời. Trước đây Hạ Thiền cho rằng phụ thân bỏ rơi nàng và mẫu thân,
bây giờ mới biết ông ấy đã rời khỏi Sơn Hải giới đi tìm thuốc giải cho mẫu thân. Hôm nay, khúc mắc nghìn năm đã được Dương Bách Xuyên tháo gỡ. Tuy Hạ Thiền đau lòng khóc nức nở, nhưng cuối cùng nàng đã biết phụ thân không hề bỏ rơi mẫu thân, ít nhất ông ấy đã từng cố gắng. Thật ra người nàng hận nhất là bà nội, còn phụ thân Tư Không Nguyên thì hiện tại nút thắt trong lòng đã được tháo gỡ. Hạ Thiền trịnh trọng khom lưng hành lễ cảm ơn Dương Bách Xuyên, cảm tạ sư đệ. Hạ sư tỷ khách sáo rồi, đây cũng là nguyện vọng trong lòng ta, cuối cùng hôm nay cũng hoàn thành. Kể ra thì ta và phụ thân của ngươi không phải sư đồ thật sự, nhưng trên thực tế ta đã tu luyện kinh nguyên thần của hắn, vì vậy ta và ngươi có thể tính là người thân. Xin sư tỷ nén bi thương. Về chuyện báo thù, ta nghĩ Tư Không tiền bối trên trời có linh sẽ không muốn ngươi đi báo thù. Suy cho cùng người hạ độc hại mẫu thân của ngươi là bà nội ngươi, là mẫu thân của phụ thân ngươi. Hắn càng hy vọng ngươi có thể sống vui vẻ. Dương Bách Xuyên an ủi Hạ Thiền. Diệp Vô Tâm cũng an ủi Hạ Thiền vài câu. Ba người ngồi xuống nói chuyện, cuối cùng Hạ Thiền cũng bình tĩnh trở lại. Lúc này ánh mắt Hạ Thiền nhìn Dương Bách Xuyên có thêm mấy phần thân thiết. Giống như Dương Bách Xuyên đã nói, hiện tại hai người là sư tỷ đệ, có tầng quan hệ là Tư Không Nguyên. Thái độ của Hạ Thiền dành cho Dương Bách Xuyên có sự thay đổi lớn. Nàng nhìn Dương Bách Xuyên, nghiêm túc hỏi, sư đệ, người thật sự muốn đi bí cảnh thao thiết sao? Dương Bách Xuyên nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ta đã tu luyện đến cảnh giới phân thân, tiếp theo chuẩn bị tu luyện phân thân. Nếu bí cảnh thao thiết có cỏ hóa hình thì ta bắt buộc phải đi. Nếu sư đệ đã quyết định, ta làm sư tỷ sẽ không khuyên nhủ ngươi. Nhưng bí cảnh thao thiết không đơn giản. Quan Thiên Ngạo mời ngươi không có ý tốt đâu. Trông sư đệ không giống người hồ đồ, sao lại đồng ý với hắn? Hạ Thiền hỏi. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn Hạ Thiền, cười ha hả nói, một tên Quan Thiên Ngạo mà thôi, ta không để vào mắt. Hay là sư tỷ nói cho ta biết chuyện về bí cảnh thao thiết đi. Hạ Thiền ngẫm nghĩ rồi nói, thật ra trong 6 người chúng ta, ngoài Quan Thiên Ngạo ra, những người khác đều chưa từng đi bí cảnh thao thiết. Lần này mấy người chúng ta đều tuân lệnh tông môn đi bí cảnh thao thiết. Mục đích là thu thập mảnh vỡ thiên trảm. Không biết ngươi đã nghe chuyện mảnh vỡ thiên trảm chưa? Dương Bách Xuyên biết Sơn Hải giới có một nơi tên là thiên trảm, nhưng chưa từng nghe mảnh vỡ thiên trảm. Hắn lắc đầu, xin rửa tai lắng nghe. Hạ Thiền nói, nghe nói vùng giáp danh giữa 4 địa hạt lớn Đại Hoang, Đại Sơn, Đại Hải, Nội Hải thuộc Sơn Hải giới nối liền với một nơi tên là thiên trảm. Hẳn là ngươi đã nghe qua, thật ra thiên trảm là tường rào của Sơn Hải giới. Xưa nay Sơn Hải giới có lời đồn, có người nói tu vi đạt đến Nguyên Anh là có thể rời khỏi thiên trảm. Cũng có người nói cảnh giới xuất khiếu mới được, thật ra không phải vậy, cho dù tu vi đạt đến cảnh giới phân thần cũng chưa chắc có thể vượt qua thiên trảm. Thiên trảm là tường rào thế giới, có kết giới tạo thành từ lôi đình thiên cương, uy lực mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng nổi. Ta từng nghe trưởng bối trong sư môn nói rằng cho dù là cảnh giới phân thần cố vượt qua tường rào thế giới tạo thành từ lôi đình thiên cương, thì cũng bị đánh cho nát bấy. Muốn vượt qua thiên trảm chỉ có hai cách, một là đánh bại rào cản do sứ giả biên giới thiết lập, về cơ bản là không có nhiều người thành công. Từ xưa đến nay, người có thể vượt qua rào cản do sứ giả biên giới thiết lập chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng chắc chắn là cường giả trăm năm ngàn năm khó gặp. Hầu như không có ai chọn cách thứ nhất, bởi vì quá khó. Nghe nói tu vi của sứ giả biên giới là thông thiên, là người của một thế giới khác đến trấn thủ Sơn Hải giới. Chọn cách thứ nhất thì chết chắc, cách thứ hai là mảnh vỡ thiên trảm. Chỉ cần thu thập được mảnh vỡ thiên trảm thì không cần vượt qua tầng tầng lớp lớp cửa ải do sứ giả biên giới thiết lập, dựa vào mảnh vỡ thiên trảm có thể trực tiếp vượt qua tường rào thế giới, tới một thế giới khác. Thế giới kia mới là võ đài của người tu chân. Nghe nói nó có tên tu chân giới. Tu chân giới mênh mông vô tận, phương pháp đắc đạo thành tiên chỉ có ở tu chân giới. Ở Sơn Hải giới, tu vi của rất nhiều người dừng lại ở cảnh giới phân thần, không tiến thêm được nữa. Không chỉ thiếu công pháp tu luyện sau cảnh giới phân thần, mà thiên tài địa bảo cũng khó có thể chống đỡ cho tu sĩ cảnh giới phân thần thăng cấp tu luyện. Vì vậy, sau khi đạt tới cảnh giới phân thần chỉ có hai con đường. Một là xông vào cửa ải mà sứ giả biên giới để lại. Qua ải thì vượt qua tường rào thế giới, không qua ải thì chết. Hai là tìm kiếm mảnh vỡ thiên trảm. Có mảnh vỡ thiên trảm,
cho dù ngươi có tu vi cảnh giới Nguyên Anh cũng có thể vượt qua tường rào thế giới tới tu chân giới rộng lớn. Nhưng có rất ít mảnh vỡ thiên trảm, cả Sơn Hải giới, bao gồm yêu tộc, đều muốn lấy mảnh vỡ thiên trảm, vì vậy đi bí cảnh thao thiết vô cùng nguy hiểm. Hạ Thiền nói đến đây, Dương Bách Xuyên không nhịn được ngắt lời, Hạ sư tỷ, rốt cuộc mảnh vỡ thiên trảm là thứ gì? Diệp Vô Tâm lên tiếng, ta từng nghe lão tổ tông trong nhà nói sơ sơ về thứ này. Hình như mảnh vỡ thiên trảm là thiên tỷ của Vương Triều Sơn Hải thời xa xưa, là một chí bảo cực kỳ thần bí và cường đại. Lão tổ tông nói vào cái thời Vương Triều Sơn Hải còn tồn tại, Sơn Hải giới vẫn chưa có tường rào thiên trảm. Vương Triều Sơn Hải thời thượng cổ vô cùng hùng mạnh, từng dẫn binh đi đánh tu chân giới. Chắc là bọn họ chọc phải thế lực lớn mạnh nào đó ở tu chân giới, sau đó bị người ta trả thù, có cường giả chí tôn đến Sơn Hải giới muốn tiêu diệt Vương Triều Sơn Hải. Tuy nhiên, lúc đó Vương Triều Sơn Hải đã dùng thiên tỷ Sơn Hải đánh giết rất nhiều cường giả của thế lực kia, cuối cùng có tiên nhân đến chiến một trận. Quốc vương của Vương Triều Sơn Hải cầm thiên tỷ đại chiến với tiên nhân, đánh cho vị tiên nhân kia bị thương nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của người ta. Cuối cùng, thiên tỷ Sơn Hải bị đánh thành vô số mảnh nhỏ, rơi xuống khắp mọi nơi Sơn Hải giới, thời nay chúng ta gọi là mảnh vỡ thiên trảm. Nói đúng ra phải là mảnh vỡ thiên tỷ Sơn Hải. Sau này vị tiên nhân kia nhận ra sự lớn mạnh của thiên tỷ Sơn Hải, hắn đã dùng thủ đoạn vô thượng để thiết lập kết giới lôi đình thiên cương nhằm tìm kiếm và thu thập mảnh vỡ thiên tỷ Sơn Hải, ngoài ra còn phái sứ giả biên giới tới trấn thủ Sơn Hải giới để tìm mảnh vỡ thiên tỷ Sơn Hải, khôi phục lại thiên tỷ Sơn Hải. Ta nghe lão tổ tông nói bên trong thiên tỷ chứa sức mạnh vô thượng, chắc là nguyên nhân vị tiên nhân kia muốn lấy được nó. Nhưng thiên tỷ là chí bảo của Sơn Hải, sau khi bị đánh vỡ, nó chia thành 108 mảnh, mỗi mảnh đều có linh tính, sao có thể dễ dàng tìm được. Sứ giả biên giới tồn tại là để thu thập mảnh vỡ thiên tỷ Sơn Hải, nhưng với sức lực một người thì làm sao có thể thu thập được. Vì vậy mới có hai lựa chọn. Thế lực hùng mạnh kia của tu chân giới có thù với Vương Triều Sơn Hải, thiết lập kết giới thiên trảm cản trở con đường tu đạo của sinh linh trên toàn Sơn Hải giới, muốn đi tu chân giới thì phải ngoan ngoãn tìm mảnh vỡ thiên trảm. Có mảnh vỡ thiên trảm thì ngươi mới có thể đi tu chân giới, hoặc là đánh bằng thực lực. Nhưng có mấy ai có thể vượt qua kết giới và rào cản do tiên nhân cường đại thiết lập. Từ xưa đến nay, khắp Sơn Hải giới không có mấy ai làm được. Để tìm kiếm cơ duyên cao thâm hơn, mọi người đều ngoan ngoãn đi tìm mảnh vỡ thiên trảm. Từ lúc Vương Triều Sơn Hải diệt vong đến nay đã 10 vạn năm, hiện tại 108 mảnh vỡ thiên tỷ vẫn chưa đầy đủ. Nếu không tìm đủ mảnh vỡ thiên tỷ thì sinh linh của Sơn Hải giới phải tiếp tục tình trạng này. Ngày nào chưa hạ được thiên trảm, ngày đó sinh linh Sơn Hải giới không được yên ổn. Nhưng cũng chẳng có cách nào. Sứ giả biên giới canh giữ thiên trảm quá mạnh, không ai có thể địch lại. Muốn đi tu chân giới chỉ có cách tìm kiếm mảnh vỡ thiên tỷ. May mà bọn họ không quá tuyệt tình, cách 300 năm sinh linh Sơn Hải giới sẽ tìm kiếm mảnh vỡ thiên tỷ trên quy mô lớn. Chỉ cần tìm được một mảnh là có thể dẫn theo 1.000 người đi tu chân giới. Đương nhiên yêu tộc là yêu tộc, nhân tộc là thị nhân tộc, danh sách chỉ dành cho người của chủng tộc mình, sẽ không hợp làm một. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hai tộc nhân, yêu càng ngày càng thù ghét nhau. Bởi vì mảnh vỡ thiên tỷ không nhiều, mỗi lần xuất hiện không quá 3 mảnh, thậm chí chỉ có 1 mảnh. Sói nhiều thịt ít, yêu tộc muốn mà nhân tộc chúng ta cũng muốn, tất nhiên sẽ có tranh đấu. Ta nghĩ lần này cũng vậy, mọi người đã tính ra bí cảnh thao thiết có mảnh vỡ thiên tỷ, hiện giờ cả Sơn Hải giới đều đã hành động, ai ai cũng chạy đến bí cảnh thao thiết. Mấy tông môn siêu nhiên của nhân tộc chúng ta có thể tính ra, yêu tộc ở Đại Hoang cũng thế, tất nhiên Hải yêu tộc cũng sẽ nhận được tin tức. Có nghĩa là ba thế lực chủng tộc lớn tranh cướp mảnh vỡ thiên tỷ, mọi người đều muốn rời khỏi Sơn Hải giới tới tu chân giới. Chẳng có ai muốn tu vi dậm chân tại chỗ cả. Ai cũng hướng đến cảnh giới cao hơn. Mảnh vỡ thiên tỷ chính là hy vọng, không thể tránh khỏi cảnh tranh cướp chém giết. Do đó, những người có thể đi bí cảnh thao thiết đều là người xuất sắc của các thế lực. Sáu chúng ta là người được tông môn lựa chọn. Bí cảnh thao thiết là một di tích cổ của yêu tộc, nghe nói trong đó có pháp tắc nguyền rủa. Vì thế sáu người chúng ta đều được tông môn ban cho bí bảo chống lại sức mạnh nguyền rủa. Nhưng ngươi không có, Quan Thiên Ngạo cố ý khích ngươi đấy. Hắn không có ý tốt đâu, người đi góp vui làm gì? Người không đi thì tốt hơn. Yên tâm đi,
nếu ta tìm được mảnh vỡ thiên tỷ, đến lúc đi tu chân giới ta nhất định sẽ dẫn theo ngươi được chưa? Diệp Vô Tâm nghiêm túc nhìn Dương Bách Xuyên. Hạ Thiền cũng góp lời, sư đệ à, Vô Tâm nói rất đúng, ngươi không cần đi mạo hiểm đâu. Nếu chúng ta đi bí cảnh thao thiết có thể tìm được mảnh vỡ thiên tỷ, đến lúc đó sẽ cho ngươi một suất đi tu chân giới. Dương Bách Xuyên nghe xong liền im lặng, sứ giả biên giới chắc là cái tên hóa thê lương ở thành thành yêu quang năm xưa cưỡng chế đưa mình rời khỏi sơn hải giới. Cũng không biết lão ta là địch hay bạn, lúc đó sư phụ bảo mình sau này gặp hóa thê lương thì phải cẩn thận. Không ngờ thiên trảm lại có liên quan đến vương triều sơn hải cổ xưa của châu Tây Sơn. Năm ấy ở Động Tiên La Phù, thần hồn của La Phù Đạo Quân từng nói cho hắn cách rời khỏi thiên trảm. Thật ra biện pháp của La Phù Đạo Quân đến giờ vẫn nằm trong đầu hắn, đó là mạnh mẽ xông vào thiên trảm, phá giải trận pháp cản trở mà sứ giả biên giới để lại. Bây giờ xem ra biện pháp này không khả thi, bởi vì cửa ải cản trở do sứ giả biên giới thiết lập, người ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Phương pháp phá trận mà La Phù Đạo Quân để lại cho mình đã quá lâu rồi, hoàn toàn có thể bỏ qua. Có vẻ như muốn rời đi thì phải tìm mảnh vỡ thiên tỷ hay còn gọi là mảnh vỡ thiên trảm mới được. Dương Bách Xuyên cũng biết Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền có ý tốt, bí cảnh thao thiết chắc chắn có nguy hiểm, nhưng cũng chính vì vậy hắn càng phải đi. Tu vi của Diệp Vô Tâm chưa đạt tới cảnh giới phân thần, hắn phải bảo vệ nàng, hắn không muốn mất thêm một người bạn nữa. Sự ra đi của Liễu Linh Linh vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng hắn. Hắn lo lắng cho Diệp Vô Tâm, huống chi bây giờ còn có thêm sư tỷ Hạ Thiền trên danh nghĩa. Còn nguy hiểm ấy à, tu chân đầy rẫy nguy hiểm, hiện tại hắn có thực lực đối phó với nguy hiểm. Dương Bách Xuyên cười khẽ, ta tự có tính toán, các ngươi không cần khuyên ta. Và lại đằng sau ta còn có Vân Môn, cho dù ta không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đệ tử Vân Môn chứ. Vì vậy ta vẫn dự định đi tìm kiếm mảnh vỡ thiên tỷ xem sao. Mở mang kiến thức cũng tốt mà, nếu gặp nguy hiểm, ta ra ngoài là được chứ gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 78.